Thông tin truyện, tuyệt thế cường long Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn là một người nhàn rỗi, hắn vẫn luôn trấn giữ tại ngục giam phương Nam. Mãi cho tới vị hôn thê trên vai là quân hàm hai sao xé bỏ tờ hôn ước ngay trước mặt hắn. Hắn mới nhận ra, thế giới sẽ vì hắn bước ra khỏi chốn ngục giam mà cuồng phong loạn vũ. Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 1. Nhà tù U Đô. Bên trong nhà tù này, giam giữ những phạm nhân cùng hung cực ác, mỗi một tên đều là người đã từng làm nhiều việc ác, tiếng tăm lừng lẫy. Có đặc công ăn trộm cơ mật của đất nước, có sát thủ từng ám sát tổng thống, cũng có quân phiệt từng lạm sát mấy vạn tù binh. Tề Đẳng Nhàn mặc trang phục giám ngục đang viết chữ trong thư phòng của cha mình, đường nét có lực mà rõ ràng, chữ viết như rồng, mạnh mẽ lại mang theo cẩn trọng. Nhị đương gia, xảy ra chuyện rồi. Sát thần và tham lang đánh nhau rồi. Một giám ngục loạng choạng chạy vào, hoảng sợ nói. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng, tiện tay ném một bức thư pháp qua cho hắn, nói mang cái này đi đi, tiện thể để bọn họ quét dọn nhà vệ sinh 3 ngày, không nghe lời thì nói tôi sẽ ấn đầu của bọn họ vào trong bồn cầu thêm một lần nữa. Vâng, nhị đương gia. Giám ngục sửng sốt, sau đó vội vàng cầm bức tranh chữ lên, xoay người lao đi. Sát thần là vua sát thủ nổi danh lừng lẫy trong giới sát thủ, phải vào tù bởi vì ám sát tổng thống nước Mỹ. Tham lang thì là thủ lĩnh của một tổ chức to lớn trong thế giới ngầm, bởi vì bán trộm đầu đạn hạt nhân mà vào tù. Nhị đương gia, việc lớn không tốt rồi, đồ tể làm ầm lên phàn nàn rằng đồ ăn trong nhà ăn không ngon, đánh bị thương mấy anh em khác rồi. Lại thêm một giám ngục vội vàng hấp tấp chạy vào. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày. Ném cho giám ngục này một bức thư pháp mới viết xong nữa, thản nhiên nói để hắn ta ra sau bếp rửa chén 1 tháng, không nghe lời tôi sẽ tự mình qua đó, treo hắn trên quảng trường 3 ngày 3 đêm 1 lần nữa. Giám ngục tiếp được bức thư pháp của Tề Đẳng Nhàn, quay người chạy chậm rời đi. Đồ tể, một quân phiệt khủng bố tàn sát hơn 1 vạn tù binh, một tên ngang ngược xem mạng người như cỏ rác. Nhị đương gia, lại xảy ra chuyện. Tên thượng tướng giết sạch cả nhà của Tuyết Quốc lại nổi điên, phá hủy phòng giam của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn chợt cảm thấy có hơi nhức đầu, ném một bức thư pháp vừa mới viết xong nữa ra ngoài, lạnh lùng nói để hắn tự đánh gãy 2 chân mình, ngoan ngoãn nằm trong nhà giam 1 tháng, thiếu 1 ngày, tôi sẽ ném hắn vào ngâm trong hầm phân 1 ngày. Giám ngục không dám sơ suất, cầm lấy bức thư pháp rồi vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà vỗ vỗ trán của mình, nhịn không được mắng cái nhà tù nhỏ xíu này thật là nhiều phiền phức, lần này cha đi cũng đã 3 năm không chút tin tức nào, phiền chết tôi rồi. Hắn đi rời khỏi phòng làm việc, nhìn đồng hồ, sau đó đến thao trường đi kiểm tra như thường ngày. Trên thao trường, đám tội phạm đang vận động sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện, ngay lập tức ai nấy đều nghiêm túc, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhị đương gia. Nhị đương gia, mời ngài hút điếu thuốc. Ngài có thể giúp tôi đưa bức thư này cho người nhà được không? Sau khi xong việc, sẽ đưa cho anh 100 triệu, nhà tôi có tiền. Một tên đầu cơ trục lợi tham nhũng tài sản quốc gia, giá trị bản thân mấy trăm tỷ cười híp mắt chạy tới, dâng thuốc lá cho Tề Đẳng Nhàn. Chào nhị đương gia, nhà giàu nhất nước Hoa phạm phải tội lũng đoạn nặng thấp kém mà xoay người cúi đầu. Chào buổi chiều, nhị đương gia. Thủ lĩnh tiền nhiệm cục tình báo nước Mỹ bán tin tình báo của đất nước cũng học theo mà cúi thấp đầu. Phạm nhân ở nơi này, không có một ai là người bình thường, dù thả ra ngoài bất kỳ ai chăng nữa thì danh tiếng của một trong số họ cũng đủ để chấn động một phương. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đều ngoan ngoãn cúi thấp đầu cung cung kính kính mà gọi Tề Đẳng Nhàn. Gần đây tâm tình của tôi không tốt lắm, hy vọng mấy người đừng có gây thêm chuyện. Tề Đẳng Nhàn nói. Ách, vâng, mọi người sửng sốt, vội vàng đồng ý. Tề Đẳng Nhàn vừa mới về đến phòng làm việc của mình, một giám ngục vô cùng lo lắng chạy tới, kêu lên nhị đương gia. Tề Đẳng Nhàn nhíu lông mày lại, không vui nói lại có chuyện gì. À, lần này không phải đám phạm nhân gây chuyện, là bên ngoài có một vị tướng quân xinh đẹp áp giải phạm nhân đến đây, một nữ tướng quân rất đẹp. Giám ngục cười nịnh nọt nói. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng. Giám ngục nói tiếp vị nữ tướng quân này chỉ đích danh muốn thấy nhị đương gia, còn nói là có quen biết với đại đương gia. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, nói biết cha tôi.
đi xem một chút. Bên ngoài nhà tù, mười mấy quân nhân dàn sẵn trận địa như đón địch canh chừng một lồng giam. Mà bên trong lồng giam lại nhốt một người đàn ông u ám. Ha ha ha, chờ ta từ trong đây ra ngoài, mấy người các ngươi có bao nhiêu người, một người cũng đừng mong sống tiếp. Người đàn ông u ám này uy hiếp. Nhóm binh lính chung quanh nghe vậy không khỏi rối rít quay đầu, giống như sợ hãi sẽ bị hắn nhớ kỹ mặt mũi của mình vậy. Bên cạnh, một thiếu nữ trên vai hai sao đầy khí phách đang cực kỳ giận dữ, dáng người cao gầy thẳng tắp, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra loại khí chất hiên ngang. Cô chính là đại tiểu thư của Ngọc gia ở Kinh Đô, Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long thờ ơ nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trong nhà tù đi ra, một thân trang phục giám ngục ăn mặc có hơi tùy ý, không lộ ra chút tinh thần nào, khiến người ta khó chịu. Anh chính là Tề Đẳng Nhàn. Ngọc Tiểu Long hỏi, ánh mắt cao cao tại thượng, hai viên long tinh lóe sáng trên bờ vai nghiễm nhiên mang theo một loại kiêu ngạo khác với những người khác. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy ánh mắt của cô khiến bản thân có hơi chán ghét, nói lại là ai đây? Đại Hồ Tử, một vị vua khủng bố trong tứ đại vương của thế giới ngầm, cấp trên chỉ định muốn tiến hành giam giữ ở chỗ này. Ngọc Tiểu Long đi tới, giao một phần văn kiện trong tay cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn tiện tay ký tên, hỏi cô tìm tôi. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói tôi là Ngọc Tiểu Long, tôi tới để nói rõ cho anh biết, chúng ta không phải người chung một thế giới. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được cái tên này, rõ ràng có hơi kinh ngạc, sau đó nhíu nhíu mày. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long lạnh lùng rơi xuống vai của hắn, hai ngôi sao trắng nhỏ, giám ngục cấp 2. Cuộc hôn nhân này, tôi không đồng ý. Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói, ánh mắt mang theo một chút thương hại. Đường đường là đại thiếu gia Tề gia, vậy mà lại ở đây trông coi một cái nhà tù rách. Anh có ý kiến gì không? Nói xong lời này. Cô lấy ra một tờ hôn ước, chậm rãi xé thành hai mảnh ở ngay trước mặt hắn. Chỉ thấy, những quân nhân đứng ở phía sau cô, cũng đều dùng một loại ánh mắt khinh thường để nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt xen lẫn một chút xem thường. Một giám ngục cấp 2 nho nhỏ, vậy mà đòi xứng đôi với Ngọc tướng quân đã là trung tướng. Ngọc Tiểu Long thở dài, hơi lắc đầu, mang theo một chút thương hại nói tôi biết chuyện này đối với anh mà nói là một đả kích không nhỏ. Nhưng mà, anh cũng thấy rồi, chúng ta không phải người của cùng một thế giới. Khi nói chuyện, ánh mắt của cô lướt qua bờ vai của mình và bả vai của đối phương. Tề Đẳng Nhàn không nói gì. Ngọc Tiểu Long đưa ra một tấm danh thiếp, nói để bù đắp cho chuyện hối hôn, anh có thể cầm danh thiếp tới yêu cầu tôi xử lý giúp anh hai chuyện. Anh đã từng là đại thiếu gia của Tề gia, nên rời khỏi cái chỗ quỷ này sớm một chút. Nói không chừng còn có hy vọng được về lại tông tộc. Vua khủng bố giao lại cho anh, nhất định phải luôn nhốt hắn trong lồng giam, bằng không sẽ chết rất nhiều người. Vì vây bắt hắn, quân đội chúng tôi đã tổn thất không ít lính tinh nhuệ, ngay cả tôi cũng chịu vài vết thương nhẹ. Nói xong những lời này, Ngọc Tiểu Long quay người nhảy lên xe, không đợi Tề Đẳng Nhàn đáp lại cô một câu đã trực tiếp ra lệnh một tiếng dẫn đội rời đi. Sau khi hắn rời khỏi Tề gia, đã thật sự đọa lạc rồi. Canh giữ ở loại chỗ không thấy ánh mặt trời này, dù có thêm nhiều tài năng cách mấy cũng sẽ bị mài mòn. Tôi có nói chuyện với hắn, vậy mà hắn lại đờ đẫn ngay cả một câu cũng không trả lời. Rõ ràng cũng đã ý thức được sự chênh lệch về thân phận. Ngọc Tiểu Long mỉm cười một tiếng, nếu Tề Đẳng Nhàn cầm danh thiếp đến tìm, cô sẽ cho hắn một cơ hội để hắn rời khỏi nhà tù, bước vào quân đội. Có lẽ sẽ có thể có được một chút tiền đồ nho nhỏ. Tề Đẳng Nhàn có hơi kinh ngạc nhìn bóng lưng Ngọc Tiểu Long rời đi, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, danh thiếp trong tay hắn nháy mắt liền vỡ nát. Bị điên rồi sao? Tề Đẳng Nhàn lẩm bẩm nói, tiện tay mở chiếc khóa lớn trên lồng giam ra. Vua khủng bố bên trong đẩy cửa chính lồng giam ra một chút, nhe răng vừa cười vừa nói thằng nhóc, cậu nên nghe theo lời khuyên của người phụ nữ đó. Không ngờ rằng, vậy mà cậu lại có loại quan hệ này với nữ chiến thần của nước Hoa Ngọc Tiểu Long. Nhưng cũng thật đáng thương, bị cô ta từ hôn. Chậc chậc, ta cũng có chút không đành lòng giết cậu. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên nhếch khóe miệng, bộp một tiếng, vua khủng bố danh tiếng lẫy lừng mà quân đội tốn hết trăm cay nghìn đắng mới bắt được trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Tâm tình tôi đang không tốt, ông còn dài dòng như vậy làm gì? Tề Đẳng Nhàn khó chịu mắng.
sau đó nắm mắt cá chân vua khủng bố, kéo hắn giống như kéo chó chết bước vào trong ngục giam. Nhị đương gia, có thư của anh. Một người đưa thư vội vã chạy tới, nhét phong thư vào trong tay Tề Đẳng Nhàn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc đánh giá vị phạm nhân mới như chó chết này một chút. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy mở ra xem, lập tức không khỏi mừng rỡ, thư của cha tôi. Cha muốn mình cưới Kiều Thu Mộng sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn tin tức trong tay, khóe miệng run rẩy một chút. Kiều Thu Mộng là bạn chơi cùng tuổi nhỏ của hắn. Từ lúc còn nhỏ, Kiều Thu Mộng đã là người đẹp từ trong trứng, hiện giờ trưởng thành chắc đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Trong thư, lão cha nói rất nghiêm khắc khiến Tề Đẳng Nhàn không thể không thở dài làm theo. Sáng sớm hôm sau, các phạm nhân gần như là khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà tù U Đô, chỉ cần tên ma vương này vừa đi thì bọn họ lại có thể vô pháp vô thiên rồi. Tôi có thể trở về bất cứ lúc nào. Các cậu ghi chép lại rõ ràng cho tôi xem ai dám gây sự trong khoảng thời gian này, mỗi một người đều ghi rõ ràng tỉ mỉ lại. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Các phạm nhân đang khua chiêng gõ trống an tĩnh lại trong nháy mắt, một đám bắt đầu run bần bật. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn đảo qua mấy tên, cầm đầu, cười lạnh hai tiếng, sau đó mang theo vali hành lý rời khỏi nhà tù U Đô đã sinh sống suốt mười mấy năm qua, bước lên máy bay tới thành phố Trung Hải. Sao đi đến đâu cũng gặp người phụ nữ này vậy? Sau khi vào khoang hạng nhất, Tề Đẳng Nhàn sửng sốt nhíu nhíu mày. Trong khoang hạng nhất có tổng cộng 8 chỗ ngồi, trong đó có một vị trí là của Ngọc Tiểu Long, người mà hắn vừa mới gặp mặt. Ngọc Tiểu Long lúc này mặc một bộ thường phục màu đen, tuy rằng đã cởi quân trang xuống nhưng vẫn không thể che khuất khí thế khiếp người của cô. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tiểu Long rõ ràng có hơi sửng sốt một chút rồi khẽ lắc đầu không nói gì. Không phải tiểu thư đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Hai người không phải là người chung một thế giới, anh còn bám theo lên máy bay là có ý gì? Long Á Nam trợ lý của Ngọc Tiểu Long trầm giọng hỏi, trên gương mặt đẹp đẽ mang theo chút sương lạnh. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì sửng sốt, khóe miệng nhếch lên một đô cong khinh thường, lười nhìn hai người họ mà tiện tay rút ra một quyển tạp chí nhàn nhã lật xem. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long trầm xuống. Cô ghét nhất là loại đàn ông chuyên lì lợm la liếm như vậy. Lúc trước khi mới gặp mặt ở cổng nhà tù U Đô thì Tề Đẳng Nhàn trầm mặc ít lời, lúc này lại lặng yên không một tiếng động đuổi theo lên máy bay, thật sự khiến cô có chút khinh thường. Đàn ông, quan trọng nhất vẫn là cầm lên được cũng buông xuống được. Đột nhiên có ba người đàn ông xông vào, ngắm họng súng trong tay về phía Ngọc Tiểu Long. Ngọc tướng quân, cô bắt mất lão đại của chúng tôi. Lại mang đến rất nhiều phiền phức cho chúng tôi đấy. Tên cầm đầu đẩy bảo hiểm sang một bên, nhe răng trợn mắt cười lạnh nói. Mọi người trong khoang hành khách bị dọa cho ngây người, ba người này làm sao mang theo súng ống lên máy bay được vậy? Tề Đẳng Nhàn bỏ tạp chí xuống nhìn thoáng qua, sau đó lại như không có việc gì nhấc tạp chí lên tiếp tục xem, như thể hắn biến thành người mù rồi không bằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Long Á Nam tái nhợt lại, cô ta cũng không nghĩ rằng thuộc hạ của Đại Hồ Tử lại có năng lực đuổi theo tới tận trên máy bay như vậy. Cô ta nhìn không được quay đầu liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, anh ta ngồi ở góc khuất tầm mắt của ba tên này, nếu nhân cơ hội ra tay thì hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho cô ta phản kích. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại bất động như thể cuốn tạp chí trong tay có thứ gì hấp dẫn hắn lắm vậy. Cái tên phế vật này, cũng may là tiểu thư đã giải trừ hôn ước với hắn rồi. Trong lòng Long Á Nam khinh thường nhưng cũng đồng thời khẩn trương theo. Ngọc Tiểu Long diện vô biểu tình nói ồ, xem ra thuộc hạ của Đại Hồ Tử vẫn còn cá lọt lưới chưa bị tôi bắt hết sao? Hay là nói sau lưng Đại Hồ Tử vẫn còn thế lực khác? Người đàn ông cầm súng cười lạnh hai tiếng, đây không phải điều mà Ngọc Tướng Quân cô nên quan tâm, thành thành thật thật đi theo chúng tôi một chuyến đi. Long Á Nam lại một lần nữa nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Hiện giờ chỉ có Tề Đẳng Nhàn ra tay thì cô ta mới có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Cái đầu nhu nhược này, Long Á Nam thấy mắt Tề Đẳng Nhàn vẫn nhìn thẳng thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Tiểu Long nhìn ba tên đàn ông vô cùng nguy hiểm kia, hơi nở nụ cười nói các cậu có biết trong giới võ học Hoa Quốc truyền lại một câu là, chỉ xích chi gian, nhân tẫn địch quốc, này hay không? Chỉ xích chi gian,
Nhân tấn địch quốc, ý chỉ một người đứng ở một nơi trong chớp mắt có thể diệt sạch người của phe đối phương. Sắc mặt ba người biến đổi, quát nói nhảm ít thôi, không muốn chết thì lập tức đi theo chúng tôi. Vừa dứt lời, Ngọc Tiểu Long đang ngồi trên ghế như tia chớp vọt dậy, dáng người mạnh mẽ như rồng, cánh tay ngọc duỗi ra một cái đoạt được một khẩu súng lục. Cùng lúc đó cô dùng một chưởng đập vào yết hầu đối phương, một tiếng rắc giòn tan vang lên, trực tiếp hạ gục người xuống đất. Hai người kia còn chưa kịp phản ứng lại đã phân biệt ăn hai đấm trên mặt, bịch bịch hai tiếng ngã trên đất ngất xỉu không rõ sống chết. Chỉ một cái chớp mắt mà thôi, Ngọc Tiểu Long đã nhẹ nhàng xử lý xong ba tên nhân vật nguy hiểm. Long Á Nam lắp bắp kinh hãi, không nghĩ rằng Ngọc Tiểu Long chỉ dựa vào sức lực của một mình cô đã có thể xử lý gọn gàng ba tên nguy hiểm mang theo súng trên người, hơn nữa còn không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho đám người vô tội. Xin lỗi vì đã khiến mọi người kinh sợ, tôi sẽ lập tức cho người tới xử lý chuyện này, sẽ không chậm trễ chuyến bay của các vị. Ngọc Tiểu Long hơi khom lưng cười cười với mọi người đang bị dọa sợ ngây người. Có một hành khách hình như nhận ra cô, kinh hô ngài có phải là trung tướng Ngọc Tiểu Long không? Là tướng lĩnh tinh nhuệ vừa mới thăng cấp của quốc gia chúng ta, được mệnh danh là nữ chiến thần. Hóa ra là Ngọc Tiểu Long tướng quân, thất kính, có thể ngồi cùng một chuyến bay với Ngọc Tiểu Long tướng quân chính là vinh hạnh của chúng tôi. Ha ha ha, có Ngọc tướng quân ở đây thì chuyến bay này quả thực an toàn đến không thể an toàn hơn. Việc nhỏ này Ngọc tướng quân ngài không cần lo lắng đâu. Sau khi mọi người nhận ra Ngọc Tiểu Long thì đều sôi nổi khen ngợi. Rất nhanh chóng đã có quân đội tới xử lý ba tên nguy hiểm bị Ngọc Tiểu Long bắt được, thời gian máy bay cất cánh cũng không hề bị trễ. Long Á Nam khinh thường vạn phần liếc Tề Đảng Nhàn một cái, người này chẳng có chút xíu gì giống một người đàn ông cả. Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói với Tề Đảng Nhàn, chúng ta không phải người cùng một thế giới, anh đừng tiếp tục đi theo tôi nữa, tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Long Á Nam cũng cười lạnh nói, nếu anh còn tiếp tục mặt dày mày dạn đi theo tiểu thư thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Những lời này không ngoài dự đoán hấp dẫn ánh mắt của mọi người, một đám dùng ánh mắt khinh thường cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga đánh giá Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn vốn dĩ chẳng thèm để ý đến mấy cái châm chọc mỉa mai này, sau khi tới sân bay thành phố Trung Hải thì lập tức xách theo hành lý xuống máy bay rời khỏi. Gì, đây là... Long Á Nam chú ý tới trên chỗ ngồi của Tề Đảng Nhàn rơi ra một phong thư, cầm lấy đưa cho Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nhìn thoáng qua, sau đó ngẩn người cười, không phải anh ta đi theo tôi mà là tới tìm một cô gái khác. Như vậy đối với anh ta cũng có chỗ tốt, hẳn là anh ta cũng rõ ràng việc chúng tôi không phải người chung một thế giới, sau khi trải qua chuyện này cũng có thể hoàn toàn chặt đứt tưởng niệm của anh ta. Tề Đảng Nhàn sau khi xuống máy bay vừa ra khỏi sân bay đã thấy một người đàn ông trông rất quen mắt. Nhị đương gia. Sau khi người nọ nhìn thấy Tề Đảng Nhàn thì trực tiếp khom lưng 90 độ cung cung kính kính hô. Một màn này khiến lữ khách đứng xung quanh ngây người. Đó là ai vậy? Tôi không nhìn nhầm đúng không? Đó là nhà giàu số 1 Trung Hải chúng ta Vương Vạn Kim sao? Vậy mà Vương Tổng lại khom lưng với một người trẻ tuổi như vậy sao? Chẳng lẽ hắn là nhân vật lớn tới từ đế đô sao? Mẹ ơi, Vương Vạn Kim luôn luôn khoa trương mắt cao hơn đầu, ai có thể nhận nổi đại lễ của ông ta vậy? Người trẻ tuổi này thật không thể tin được. Tề Đảng Nhàn cười cười bước lên Rolls Royce của Vương Vạn Kim. Ngọc Tiểu Long vừa mới ra khỏi cửa lớn sân bay thì thấy một chiếc Rolls Royce lướt qua trước mặt mình, từ cửa sổ mơ hồ thấy được hình bóng quen thuộc. Hả, chắc là nhìn nhầm thôi. Ngọc Tiểu Long tự giễu cười, Tề Đảng Nhàn đã bị Tề gia xóa tên khỏi gia phả, sao có thể ngồi được chiếc siêu xe như vậy. Vương Vạn Kim người giàu nhất Trung Hải, cuộc đời của hắn tràn ngập sắc thái truyền kỳ, dùng 4 chữ lên voi xuống chó để hình dung cũng không đủ. Trong 2 năm ở nhà tù U Đô, Tề Đảng Nhàn vô cùng quan tâm và che chở hắn, rồi sau đó việc hắn được lật lại bản án, lại trông thấy ánh mặt trời lần nữa cũng phần lớn nhờ vào Tề Đảng Nhàn. Tuổi tác của Tề Đảng Nhàn không lớn, nhưng lại chẳng khác nào người sinh ra hắn lần thứ hai. Vương Tổng, thật quấy rầy anh quá, còn phải chạy tới sân bay đón tôi nữa. Tề Đảng Nhàn vừa cười vừa nói. Nhị đương gia ngài khách sáo quá rồi, đây đều là chuyện tôi nên làm. Vương Vạn Kim cười lớn nói, đây là quà tôi chuẩn bị cho ngài, 2 bình Mao Đài 50 năm. Tề Đảng Nhàn ngẩn ra,
nói, chuẩn bị quà cho tôi làm gì? Vương Vạn Kim cười nói, nhị nương ra tới cửa cầu hôn, sao tôi có thể không chuẩn bị chút rượu ngon? Hai bình Mao Đài 50 năm này tôi cất kỹ nhiều năm rồi, vừa đúng lúc tặng cho cậu. Tề Đẳng Nhàn nghĩ kỹ cũng phải, bản thân mình cũng không thể cứ tay không mà đến gặp các vị phụ huynh của Kiều gia được. Kiều Quốc Đào là bậc cha chú hắn, khi xưa cha già nhà mình giúp chú Kiều lập nghiệp, nên sau khi Tề Đẳng Nhàn và cha hắn bị Tề gia đuổi ra, Kiều gia đã giúp đỡ và chứa chấp bọn họ một thời gian. Cô gái mà cha bảo hắn đi cưới, chính là con gái Kiều Thu Mộng của Kiều Quốc Đào. Tề Đẳng Nhàn xách hành lý và hai bình Mao Đài cổ đi vào Kiều gia, trong phòng khách là Kiều Quốc Đào đã xa cách nhiều năm đang ngồi ở vị trí chính giữa. Ha ha ha, cháu ngoan, hai tuần trước chú mới nhận được tin của lão Tề, trông mòn trông mỏi từ lúc đó tới giờ cuối cùng cũng gặp được cháu rồi. Kiều Quốc Đào lớn tiếng nói. Giọng nói sang sảng, đi lên nắm chặt lấy tay Tề Đẳng Nhàn, dùng sức mà bắt tay. Tề Đẳng Nhàn trông thấy Kiều Quốc Đào xong, không khỏi bật cười, chú Kiều. Kiều Quốc Đào nói, tới đúng lúc lắm, bây giờ cháu với Thu Mộng ra cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn luôn đi. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng hừ lạnh của một thiếu nữ, trên mặt cô gái Basfield rõ rõ sự chê bai và chán ghét. Cô gái mặc chiếc váy liền áo trắng như tuyết. Chiếc đai lưng màu vàng được chế tác tinh xảo thắt quanh vòng eo mảnh mai, lớp trang điểm trên khuôn mặt xinh đẹp càng tôn lên vẻ chim sa cá lặn. Đôi chân dài miên man dưới làn váy lại càng thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta không thể rời mắt nổi. Bà xã Bàng Tú vân vân của Kiều Quốc Đào cũng cau mày, không hiểu nổi tại sao Kiều Quốc Đào lại từ chối đám hỏi nhà Trương gia, mà lựa chọn một tên giám ngục nhỏ bé có tướng mạo xấu xí này. Tề Đẳng Nhàn không khỏi gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói, chú Kiều, chuyện này quá vội rồi đi. Kiều Quốc Đào xua tay cười nói, mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi. Kiều Thu Mộng mặt lạnh như băng quan sát Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng thốt lên, không nghĩ tới anh thật sự đi làm giám ngục, đúng là xui xẻo. Tề Đẳng Nhàn gật đầu cười với cô một cái, nói Thu Mộng, lâu rồi không gặp. Kiều Thu Mộng nhìn người bạn thân khi còn bé này, chỉ cách đây không lâu thôi. Quan hệ giữa bọn họ còn rất tốt. Đành không khỏi lắc đầu, thời gian đã nói cho cô ta biết, hai người không cùng một thế giới. Nhưng mệnh lệnh của cha thì cô ta không thể cãi được, chỉ là hai người không hợp nhau lại cố gắng ghép vào chung một nhà thì sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ thôi, đúng không? Bàng Tú Vân vung tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn nói, lão Kiều, ông gả con gái cho một con cóc ghẻ như vậy, họ hàng thân thích còn coi chúng ta ra gì? Bạn bè gần xa sẽ nói ra nói vào như thế nào hả? Ông nhìn nó mà xem, bước ra xã hội đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một tên giám ngục quen. Lần đầu tiên đến nhà người khác lại còn mang hai bình rượu giả, người như vậy ông còn định gả con gái cho hắn sao? Tề Đẳng Nhàn từ tốn nói, dì Bàng, rượu này là rượu Mao Đài 50 năm, Vương. Bàng Tú Vân lập tức cười xì ra một tiếng, mặt vênh lên nói, Mao Đài hả? Bây giờ trong nhà tôi còn có mấy thùng, cậu có cần tôi mang ra để cho cậu xem một chút coi nó khác với của cậu như thế nào không? Lại còn Mao Đài 50 năm, cậu có biết hai bình Mao Đài 50 năm đắt đến mức nào không? Là thứ mà tên cai ngục nhỏ như cậu có thể mua được sao? Đối mặt với câu chất vấn của Bàng Tú Vân, Tề Đẳng Nhàn chỉ cười chứ không nói chuyện. Kiều Quốc Đào nổi giận, quát đủ rồi, chuyện này không đến lượt hai mẹ con bà quan tâm. Thu Mộng. Con với Đẳng Nhàn lập tức đi đến cục dân chính ký tên cho ba. Kiều Thu Mộng không vui ra mặt, nhưng vẫn cắn răng đi đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với Tề Đẳng Nhàn. Vậy là kết hôn xong rồi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nhìn giấy chứng nhận trong tay, ở trong hình Kiều Thu Mộng mặt lạnh như xương, coi sao cũng không thấy giống ảnh kết hôn. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn, thờ ơ nói, anh nên biết, chúng ta không phải là người cùng một thế giới. Anh chẳng qua chỉ là một cai ngục cấp 2 nhỏ nhoi, còn tôi đã là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị rồi. Tôi hy vọng anh có thể biết điều một chút, đừng nghĩ rằng kết hôn rồi thì đũa mốc tròi mâm son, chờ cha tôi buông lỏng ra chúng ta lập tức ly hôn ngay. Kiều Thu Mộng nói xong một câu thì leo lên xe, đóng cửa xe rầm một tiếng, đạp chân ga vọt đi thẳng. Tề Đẳng Nhàn nhìn theo đèn chiếc xe sang, bất đắc dĩ nhún vai một cái, đây là muốn ném mình lại ở chỗ này sao? Mấy người phụ nữ này chỉ có một loại lời thoại thôi sao?
Cái gì mà không phải người cùng một thế giới, chẳng lẽ cô ta là người ngoài hành tinh hả? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu rồi móc từ trong túi một tấm thẻ khóa cửa lẩm bẩm, được rồi, tìm chỗ nghỉ chân trước, Vĩnh Dạ Quân Vương thằng nhóc này nếu mà dám lừa ông về U Đô treo ngược mày lên 3 ngày 3 đêm trong nhà vệ sinh cho đã cái thân. Sau khi Vĩnh Dạ Quân Vương biết Tề Đẳng Nhàn phải đến Trung Hải, thì trực tiếp đưa cho cái thẻ khóa cửa, nói đây là thẻ khóa cửa biệt thự ở Trung Hải của hắn, còn khoe rằng ngôi biệt thự này của hắn xịn sò nhất Trung Hải. Tề Đẳng Nhàn mới vừa đi ra khỏi cục dân chính, lại nhìn thấy Ngọc Tiểu Long vừa từ một chiếc xe jeep nhảy xuống, nhìn chiếc xe là biết lai lịch không nhỏ. Coi bộ anh đã kết hôn với Kiều Thu Mộng, đi ở rể Kiều gia thành công rồi, chuyện này đối với anh mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất là không lo áo cơm về sau, Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói. Mắc mớ gì tới cô? Tề Đẳng Nhàn rất không thích thái độ của người phụ nữ này, nở ra một nụ cười khó chịu mà đáp lại cô. Ngọc Tiểu Long mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, anh cũng chỉ là một cai ngục bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, muốn đặt chân vào Kiều gia đã có nhà lớn, sự nghiệp lớn này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nể tình chúng ta từng có hôn ước, hơn nữa lại còn là tôi hủy ước trước cho nên tôi cho anh cơ hội xin tôi giúp đỡ. Anh không nên cảm thấy chuyện đi ở rể nhà vợ là mất mặt, và lại Kiều Thu Mộng cũng không tệ lắm, người theo đuổi cô ta rất nhiều. Anh đã lấy được cơ hội mà không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó. Nếu như anh cần tôi giúp để đứng vững trong nhà Kiều gia thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Tề Đẳng Nhàn thái độ hời hợt nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Long, sau đó nói, tôi chắc chắn, bản thân cô thật sự có bệnh. Đừng nói đứng vững chân ở Kiều gia, cho dù là Ngọc gia của cô ở trước mặt tôi cũng chẳng qua là hạng tôm tép mà thôi. Cho nên làm phiền cô bớt cái thái độ kênh kiệu trịnh thượng đó lại dùm. Tôi sống ra làm sao, chả dính dáng một xu gì với cô. Hắn nói xong câu này, xoay người đi thẳng. Mặt Ngọc Tiểu Long xám lại, mình xé bỏ hôn ước ít nhiều cũng có chút áy náy nên muốn bồi thường cho hắn một chút, không nghĩ tới hắn một câu cảm ơn cũng không có lại còn bị mắng. Nói cứ như là thật vậy, nhưng mà nếu anh ta có ra thế như vậy còn đi ở rể làm cái gì? Ngọc Tiểu Long lên xe đạp mạnh chân ga, xe jeep gầm lên vọt đi. Tựa hồ trong làn khói chiếc xe nhả ra cũng lẫn vào sự khinh thường của cô đối với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đi một mình đến Sơn Trang Vân Đỉnh, đây thuộc khu nhà giàu ở Trung Hải, biệt thự của Vĩnh Dạ Quân Vương nằm ở trên đỉnh núi Vân Đỉnh. Bíp! Tề Đẳng Nhàn mở cửa biệt thự Sơn Trang Vân Đỉnh, biệt thự này nằm trên đỉnh núi Vân Đỉnh, được mệnh danh là Vân Đỉnh Thiên Cung. Tên nhóc này đúng là rất biết hưởng thụ nha, nể tình hắn đem biệt thự này tặng cho ta. Lúc trở về sẽ đánh đòn hắn ít đi mấy cái. Tề Đẳng Nhàn để lộ ra nụ cười hài lòng trên mặt. Vĩnh Dạ Quân Vương Sở Vô Đạo, người được kính trọng nhất trong thế giới ngầm của Trung Quốc, lúc trước hắn gia nhập quân đội, sau khi giải ngũ thành lập một tổ chức lớn gồm có những thành viên chủ chốt, lặng lẽ bảo vệ quốc gia này. Tuy nhiên, vì một lần ngoài ý muốn, Sở Vô Đạo phát điên, chém giết tất cả kẻ địch, đồng thời cũng chĩa kiếm về phía những người đã từng là đồng bào của mình. Đến cuối cùng, một vị chiến thần đứng đầu Trung Quốc ra tay, lúc này mới bắt được Sở Vô Đạo đã phát điên, đưa đến nhà tù U Đô. Sở Vô Đạo, có thể mô tả là một truyền kỳ, một thần thoại, được vô số người kính trọng ngưỡng mộ, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc và xót xa. Tề Đẳng Nhàn đã trở thành chủ nhân mới của căn biệt thự bí ẩn có giá trị 2 tỷ này. Đẳng Nhàn à, đứa nhỏ Thu Mộng này thật không hiểu chuyện. Lại có thể ném cháu ở cục dân chính một mình rồi trở về. Cháu yên tâm, chú đã quở trách nó rồi, sắp ăn cơm tối rồi, cháu mau trở về. Cho chú biết địa chỉ, chú sẽ cho tài xế đi đón. Còn chưa kịp đi tìm hiểu hết về biệt thự, Tề Đẳng Nhàn đã nhận được điện thoại của Kiều Quốc Đào, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút ấm áp. Hắn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Kiều Thu Mộng hừ lạnh. Tề Đẳng Nhàn không để Kiều Quốc Đào sai tài xế đến đón mình, chọn một chiếc xe Phaeton khiêm tốn nhất ở trong gara của biệt thự, sau đó lái xe đến Kiều gia. Xe Phaeton đúng thật là rất ít xuất hiện, người không hiểu xe nhìn thấy nó, chỉ nghĩ là một chiếc Passat mười mấy vạn mà thôi. Vừa đến Vân Đỉnh Sơn Trang, Ngọc Tiểu Long đậu xe ở cửa biệt thự xong, thì nhìn thấy một chiếc xe Phaeton từ đỉnh núi Vân Đỉnh đi xuống, phóng nhanh như tên bắn chạy qua. Hả? Có phải là anh ta không? Ngọc Tiểu Long lắp bắp kinh hãi,
vô cùng kinh ngạc. Ai vậy, tiểu thư? Long Á Nam ở một bên không nhịn được hỏi. Ngọc Tiểu Long trần chờ nói, hình như tôi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn từ biệt thự Sơn Trang Vân Đỉnh đi xuống. Long Á Nam nở nụ cười, lắc đầu nói, tiểu thư, bắt được khủng bố chi vương khiến cho cô bị thương đúng là không nhẹ nha, cô vậy mà cũng có lúc sẽ bị hoa mắt. Tề Đẳng Nhàn là một tên giám ngục nho nhỏ, làm sao có thể được ở trên Vân Đỉnh Thiên Cung. Lúc trước cô nhờ mối quan hệ muốn mua căn biệt thự này còn chưa mua được, tôi thấy là gần đây cô quá mệt mỏi rồi, hơn nữa xé bỏ hôn ước trong lòng cảm thấy hổ thẹn, lúc này mới bị hoa mắt. Ngọc Tiểu Long nghe xong không khỏi cười, gật gật đầu, cảm thấy cũng có lý, Tề Đẳng Nhàn chỉ là một giám ngục cấp 2 nhỏ bé, làm sao có thể ở lại Vân Đỉnh Thiên Cung này. Biệt thự này, cô đã từng mang thân phận trung tướng của mình ra cũng không thể lấy được. Tề Đẳng Nhàn vừa ngồi vào bàn ăn cơm nhà họ Kiều, đã nhìn thấy trên mặt bàn bày một bát tôm ngâm rượu, hương vị rượu lộ ra mùi thơm ngát, rượu ngâm tôm có màu vàng nhạt. Điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, hai bình rượu Mao Đài 50 năm mà hắn đưa tới sẽ không bị đem đi ngâm tôm chứ. Ông nhìn rượu này xem, đổ ra có màu vàng ngà, vừa nhìn đã biết là rượu giả kém chất lượng. Bát tôm ngâm rượu này, tôi đoán là không thể ăn được đâu. Bàng Tú Vân vô cùng không vui nói, ông chọn con rể không tệ nha, lần đầu tiên tới cửa thăm hỏi đã dùng rượu giả lừa gạt ông. Mặt mũi Kiều Thu Mộng tràn đầy vẻ khinh bỉ, nói cầm lấy đổ đi, tránh cho ăn xong đau bụng. Trên mặt Kiều Quốc Đào hơi giận, trầm giọng nói, Đẳng Nhàn chắc chắn không phải người như thế, nói không chừng hắn là bị người ta lừa gạt. Để món ăn ở đấy, con không ăn, ba ăn. Bàng Tú Vân nhíu mày nói. Lát nữa lão quan sẽ tới ngay, ông cảm thấy bảy món ăn này ra chiêu đãi người ta thì có thích hợp không? Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một tiếng cười dài đầy sảng khoái truyền đến, một người đàn ông có vẻ như gần tuổi với Kiều Quốc Đào đi vào. Đẳng Nhàn, đây là bạn cũ của chú, cháu cứ gọi ông ấy là chú quan là được rồi. Nếu tâm trạng của chú ấy tốt, có khi sẽ tặng cho cháu hai bức thư pháp, vậy là cháu có thể phát tài rồi. Kiều Quốc Đào cười. Nói đùa với Tề Đẳng Nhàn. Lão quan, thế nhưng là người có quốc hiệu đại sư, là một lão nghệ sĩ, nổi danh toàn bộ Trung Quốc, là nhân vật đứng trên đỉnh, không phải người bình thường có thể gặp được. Tề Đẳng Nhàn lễ phép chào hỏi, lão quan vừa ngồi xuống, Bàng Tú Vân đã chuẩn bị đem bát tôm ngâm này cất đi. Lão quan lại nói, này, chờ một chút, tôi nhớ rõ tôm ngâm không phải là món ăn ngon nhất của Tú Vân sao? Đây là không chào đón tôi sao? Bàng Tú Vân vội vàng cười nói, lão quan ông nói cái gì vậy? Món tôm hôm nay dùng rượu không thích hợp, đây là rượu giả mà con rể tốt mới tuyển được của lão Kiều mang tới, tôi sợ ăn xong sẽ đau bụng. Mũi lão quan nhăn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đem bát trong tay Bàng Tú Vân để lên mặt bàn. Chờ đã, bà nói đây là rượu giả. Lão quan lúc này trong lòng rung động, bất chấp lễ nghi gì, cầm đũa liền gắp một con tôm đưa vào trong miệng. Bàng Tú Vân không khỏi kinh hãi nói, lão quan, mau nhổ ra. Ăn xong mắc bệnh gì đó thì phải làm sao? Nếu ông thích, tôi sẽ làm lại cho ông một lần nữa. Lão quan vẻ mặt say mê, sau đó chậm rãi nói, vào miệng thơm nồng, một đường xuống cổ họng trơn tuột ngon ngọt, dư vị kéo dài. Đây là rượu ngon hiếm có đó, sợ là Mao Đài 50 năm mới có hương vị như vậy. Những lời này vừa nói ra. Ba người Kiều gia đều không khỏi ngây ngẩn cả người tại chỗ. Phung phí của trời, phung phí của trời mà. Lão Kiều, nhà anh có mỏ khoáng phải không? Không phải còn nợ thương hội Hắc Long 20 triệu tệ, vì thiếu nợ mà sứt đầu mẻ chán à? Sao có thể quay đầu, lại trà đạp Mao Đài cổ 50 năm như vậy? Lão quan tức giận đến dậm chân, dâu cũng đang run lên. Bàng Tú Vân giật mình nói, Mao Đài cổ 50 năm, lão quan ông không nhầm chứ? Nhầm cái gì mà nhầm, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được, lần trước uống được loại rượu này là 3 năm trước khi hội nghị giao lưu văn nghệ ở Đế Đô được chính thức tổ chức, hương vị kia, làm cho ta cả đời không thể nào quên được. Không nghĩ tới, mấy người cứ trà đạp rượu Mao Đài cổ đỉnh cấp 50 năm này như vậy. Ôi, thật sự là đau lòng chết tôi rồi. Mấy người không uống, có thể đưa cho tôi mà. Lão quan tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Lấy Mao Đài cổ 50 năm để làm tôm ngâm, thật sự là phung phí của trời mà,
trong nhà có mỏ khoáng cũng không thể chơi như vậy đâu. Ôi, ôi! Trong lúc nhất thời, vẻ mặt hai mẹ con Bàng Tú Vân và Kiều Thu Mộng toàn là xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ là một cai ngục nho nhỏ làm sao có thể lấy được loại vật chân quý này, nhất định là lúc trước bị đuổi ra khỏi Tề gia vụng trộm lấy từ Tề gia mang đến đây. Hừ, trong lòng Kiều Thu Mộng khinh thường, nhưng cũng cảm thấy có chút lãng phí. Kiều Quốc Đào cười ha ha, nói tôi đã nói hai người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sao Đảng Nhàn có thể mang rượu giả đến lừa gạt tôi được. Lão quan cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói đáng tiếc, đáng tiếc. Sau khi uống ba chầu rượu, Kiều Quốc Đào bảo Tề Đảng Nhàn đến tập đoàn Kiều Thị làm việc. Tề Đảng Nhàn cười nhã nhặn cự tuyệt. Kiều Thu Mộng nhìn thấy, trong lòng lại không nhìn được cười lạnh, tới cửa cúi đầu làm con rể, còn cố ý làm bộ đắn đo về chút lòng tự trọng rẻ tiền ấy. Thật lố bịch. Buổi tối, Kiều Thu Mộng và cô bạn thân Lý Vân Uyển của mình gọi video, châm biếm chuyện hôm nay một chút. Lý Vân Uyển cũng tức giận. Nói thật sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, một cai ngục nho nhỏ cũng xứng trèo cao cậu. Trương Thiếu bên kia vẫn luôn theo đuổi cậu đó. Mộng Mộng, cậu cứ yên tâm đi, ngày mai tớ sẽ nghĩ biện pháp làm cho hắn xấu mặt, không còn mặt mũi để gặp cậu, quá nửa là sẽ không tiếp tục không biết xấu hổ mà quấn lấy cậu nữa đâu. Tề Đảng Nhàn khéo léo từ chối lời đề nghị ngủ lại của Kiều Quốc Đào, trực tiếp quay về Sơn Trang Vân Đỉnh. Xe vừa dừng lại. Tề Đảng Nhàn không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói ra đi. Vèo vèo vèo. Vài bóng người lập tức xuất hiện xung quanh hắn, cả người đều toát ra hơi thở lạnh lẽo, tựa như mãnh thú. Mối quan hệ của mày và Ngọc Tiểu Long hình như rất không bình thường nhỉ. Giờ mày ngoan ngoãn quỳ xuống bó tay chịu trói, hay là phải để bọn tao đánh gãy chân tay rồi xách mày đi hả? Một người đàn ông mang trên mình hơi thở âm u lạnh lẽo, lộ ra vô cùng vẻ nguy hiểm chậm rãi nói. Tề Đảng Nhàn nghe đến cái tên đó, không khỏi bắt đầu cảm thấy phiền lòng, lắc đầu nói tôi và cô ta không có quan hệ gì cả, các ngươi tốt nhất đừng chọc vào tôi. Ha ha ha, chỉ là một quản giáo nhỏ bé thôi mà cũng dám ở trước mặt bọn tao ngông nghênh vậy sao? Bọn tao chính là tứ đại thiên vương dưới trướng của khủng bố chi vương đại nhân. Người đàn ông vữa này lập tức cười to, đi thẳng về phía Tề Đảng Nhàn. Một bàn tay to lớn thò ra, xé rách không khí. Phát ra âm thanh vù vù rồi lao về phía cổ họng Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn lắc đầu, với cái trình độ này, hắn tùy tiện xách một tên trong nhà giam ra cũng có thể treo cái gọi là tứ đại thiên vương kia lên đánh rồi. Một quyền chặn lại, cũng lười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Tề Đảng Nhàn hạ nắm đấm xuống, bang 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 bang, bốn tên cao thủ sát nhân đáng sợ như ma lập tức đều ngã xuống đất chẳng khác gì mấy con gà đất với chó mái. Thật phiền phức. Tề Đảng Nhàn lắc đầu, nắm lấy một chân ném thi thể xuống núi. Không lâu sau đó, Ngọc Tiểu Long men theo mùi máu tanh trong không khí đi tới, cô vừa đi đến chân vách núi, đã nhìn thấy bốn thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Thế mà lại là tứ đại thiên vương dưới tay của khủng bố chi vương này, bốn người này cũng là mấy tên khiến quân đội chúng ta vô cùng đau đầu nhức óc như vậy, vẫn chưa thể thành công bắt được. Sau khi Ngọc Tiểu Long thấy bốn thi thể kia, không khỏi vạn phần khiếp sợ. Cô liếc mắt một cái cũng biết bốn người này là bị người đánh chết tại chỗ, sau đó thì bị vứt xác ở bãi hoang, trong lòng lại càng thêm chấn động. Là ai, sao lại có thể dễ dàng đánh chết cả bốn người này như vậy? Máu vẫn còn nóng, rõ ràng vừa mới chết không lâu, nhưng mình lại không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đánh nhau nào. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long tràn ngập sự nghiêm trọng, là một cao thủ, thực lực chỉ sợ còn cao hơn cả cô. Ngọc Tiểu Long lôi điện thoại của mình ra, đăm chiêu nhìn về phía đỉnh núi Vân Đỉnh, phân phó nói điều tra xem Vân Đỉnh Thiên Cung hiện đang có ai ở, rồi phái người đến chỗ tôi thu dọn hiện trường. Sáng sớm hôm sau, Tề Đảng Nhàn nhận được cuộc gọi từ Kiều Quốc Đào. Đảng Nhàn à, cuộc hôn nhân của cháu và Thu Mộng phát triển quá nhanh rồi đấy, tình cảm này cần phải được củng cố thêm đúng không? Con bé hôm nay còn hẹn mấy người bạn đến một câu lạc bộ thể thao, chuẩn bị để cháu ra mắt nữa đấy. Cho chú địa chỉ đi, để chú bảo con bé đến đón cháu nào. Kiều Quốc Đào cười lớn nói. Được à, Tề Đảng Nhàn bất đắc dĩ cười cười, hắn thật sự không có biện pháp từ chối ý tốt của Kiều Quốc Đào, đành đồng ý với lời đề nghị này. Rất nhanh, Lý Vân Uyển đã lái xe tới, mang theo Kiều Thu Mộng tới đón Tề Đảng Nhàn.
Sau khi Lý Vân Huyền nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khinh thường, một tên giám ngục nhỏ nhoi, tướng mạo cũng không phải là quá đỗi xuất chúng, thật ra dáng người cũng không tệ, nhưng không quyền không thế, cũng vô dụng, làm sao lại có thể xứng đôi với kiều nữ của Kiều gia, Kiều Thu Mộng được chứ? Bạn thân tôi, Lý Vân Huyền, hai người làm quen nhau chút đi. Kiều Thu Mộng ngồi ở ghế lái phụ, lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn vươn tay lên, cười nói xin chào. Lý Vân Huyền đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói đừng lề mà lề mề nữa, lên xe nhanh đi, Trương Thiếu Gia và những người khác đã chờ sẵn rồi. Lý Vân Huyền lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một câu lạc bộ tên Thượng Động. Ha ha ha, Thu Mộng, Vân Huyền, hai người cuối cùng cũng tới rồi. Vài tên công tử tiến lên chào đón, dẫn đầu là một tên với dáng vẻ hiên ngang, đó chính là người đang theo đuổi Kiều Thu Mộng, Đại Thiếu Gia Trương Gia, Trương Thiệu Kiệt. Nhìn trong xe còn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, ánh mắt Trương Thiệu Kiệt không khỏi lạnh đi, nói vị này là một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Lý Vân Huyền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Trương Thiệu Kiệt gật đầu. Trong mắt Trương Thiệu Kiệt lóe lên một tia lạnh lẽo, đánh giá Tề Đẳng Nhàn một lượt từ trên xuống dưới, quần áo bình thường, khí chất cũng bình thường, không có chỗ nào hơn người cả. Một người như vậy cũng dám theo đuổi Kiều Thu Mộng sao? Kiều Thu Mộng nhàn nhạt nói từ trước đến giờ bản thân tôi đều nói chuyện như vậy, đừng để bụng. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn cô ta một cái, cũng lười nói chuyện. Ha ha, nếu đã đến rồi, cho dù địa vị cao thấp thế nào, tốt xấu ra sao cũng coi như là bạn bè, vui vẻ đi. Trương Thiệu Kiệt dùng giọng điệu hờ hững nói, lập uy xong cũng không cho rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ quấy lên được vũng nước đục gì, chỉ là loại không bối cảnh, một tên trạn vương. Trong mắt hắn ta cũng chỉ như con kiến mà thôi. Trương Thiệu Kiệt nhìn Kiều Thu Mộng cười nói Thu Mộng, không phải em vẫn luôn muốn học đấu kiếm sao? Hôm trước anh vừa giành được hạng ba tại đại hội giao lưu những người yêu thích đấu kiếm toàn quốc, vừa hay hôm nay có thể dạy em. À, đúng rồi, anh cũng đã giúp em thu hồi số tiền 2.000 vạn từ thương hội Hắc Long như đã hứa, đoán chừng 2 ngày nữa bọn họ sẽ trả lời. Em yên tâm. Thương hội Hắc Long tuy rằng là thế đại tài hùng, nhưng mặt mũi của anh, bọn họ vẫn sẽ cho chút ít chứ. Kiều Thu Mộng gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nói cảm ơn Trương Thiếu. Sau khi vào câu lạc bộ, trong khi đang tìm địa điểm, Trương Thiệu Kiệt lập tức gọi một cậu ấm cũng thích đấu kiếm đến luyện tập cùng hắn ta. Chết tiệt, ai kia, có phải tướng quân Ngọc Tiểu Long không? Ôi trời, hình như là Ngọc Tiểu Long thật. Không ngờ lại có thể gặp được cô ấy ở chỗ này. Cô ấy đang bắn tên với ai vậy? Hình như là hội trưởng của Thương hội Hắc Long, Triệu Hắc Long. Qua, không hổ là Ngọc Tiểu Long thần tượng của tôi, cái gì cũng tinh thông, toàn bộ đều chúng kìa. Chỉ thấy, Ngọc Tiểu Long thân mang quần áo thể thao, tư thế oai hùng hiên ngang, dương cung cài tên, phút phút, liên tục 4 mũi tên được phóng ra, cắm chi chít ở trên vị trí trung tâm. Tề Đẳng Nhàn có một loại ham muốn gọi là muốn chửi tục con mẹ nó, hắn xung khắc với bát tự của người phụ nữ này hay sao? Sao đi đâu cũng có thể gặp được vậy, thật sự là xui xẻo 8 đời mà. Hắn lại vừa nhìn thấy, không khỏi mỉm cười, kia không phải là tiểu cá trạch Triệu Hắc Long đấy sao? Khi Triệu Hắc Long bị bỏ tù thực khiến người ta phát điên, ghét bỏ đồ ăn canteen quá khó ăn, rồi đập phá canteen, sau đó bị Tề Đẳng Nhàn xách đến cột điện treo cổ 3 ngày 3 đêm. Chính vì vậy, đường đường là Hắc Long đại gia, từ đó về sau, liền biến thành tiểu cá trạch. Không nghĩ tới tôi vậy mà lại có cơ hội có thể tận mắt thấy được dáng vẻ oai hùng như thế này của Ngọc Tiểu Long, cô ấy chính là nữ chiến thần mới nhất của Hoa Quốc chúng ta đấy, nếu có thể cưới được một người phụ nữ như vậy thì. Đừng có nằm mơ nữa đi, Ngọc gia chính là gia tộc quyền thế ở đế đô này, tướng quân Ngọc Tiểu Long lại là một nữ trung hào kiệt, ai có thể xứng với một nữ thần như cô ấy chứ? Nhưng, lực chú ý của mọi người rất nhanh đã quay trở về, Trương Thiệu Kiệt cầm kiếm lên, ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu đối chiến cùng cậu ấm trước mặt. Thực ra Trương Thiệu Kiệt cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không cũng không thể giành được hạng ba như vậy, tên con nhà giàu trước mặt này căn bản không cùng đẳng cấp với hắn, sau vài lần giao chiến, đã bị hắn ta đánh rớt kiếm trong tay, còn bị kề sát bên cổ họng. Khổng hổ là Trương Thiếu, quá lợi hại rồi. Vừa mới 5 chiêu đã đánh rớt kiếm của Ngô Thiếu.
Kiều Thu Mộng nhìn một màn này, ánh mắt liền sáng lên. Động tác của Trương Thiệu Kiệt phóng khoáng nhanh nhẹn, xuất kiếm tao nhã tự nhiên, khiến không ít cô gái xung quanh không khỏi xuân tâm nảy mầm. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, chuẩn bị xoay người rời đi, hắn không muốn có dính dáng gì với nữ nhân Ngọc Tiểu Long này. Tuy rằng bốn tên tìm chết hôm qua thực sự quá tầm thường, nhưng hắn rất ghét phiền phức. Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, Lý Vân Uyển lập tức gọi hắn lại. Này này này, anh làm gì vậy? Mộng Mộng có ý tốt dẫn anh đi chơi, anh lại không nói gì đã bỏ đi rồi. Lý Vân Uyển không chút khách sáo nói. Chắc là nhìn thấy tài đánh kiếm của Trương Thiếu nên tự biết nhục chăng? Ngô Thiếu vừa mới còn thua trận lại mở miệng châm chọc, cười ầm lên. Sau khi nói xong lời này, gã lại quay sang phía Kiều Thu Mộng. Thu Mộng à, dù sao thì trò đấu kiếm cũng là hoạt động thể thao của quý tộc chúng ta, tên nhà quê như hắn sao mà chơi được đây? Cho nên à, việc muốn đi trước cũng có thể giải thích được. Biểu cảm trên mặt Kiều Thu Mộng trở nên lạnh lẽo, Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có phụ lòng tốt của người khác như vậy, tôi có lòng tốt dẫn anh tới chơi, thế mà anh lại hỏng danh dự và thể diện của tôi như thế. Đến khi ba tôi biết được, ông ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Trương Thiệu Kiệt sửa sang lại dụng cụ bảo hộ của mình, thản nhiên nói, quên đi, Thu Mộng. Gà mái không bao giờ có thể đứng trong bầy phượng hoàng được đâu. Cái loại hoạt động thể thao như đấu kiếm này không thích hợp với cậu ta, em vẫn nên để cậu ra ngoài đồng đánh bóng rổ đi. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn co giật, lắc đầu, tôi không có hứng thú với loại vận động không mang tính thiết thực này, thanh kiếm chân chính chỉ nên dùng để chiến đấu với kẻ địch của mình, không phải dùng để chơi đùa. Ngô Thiếu tức khắc sung sướng, tên ăn bám quê mùa như cậu có tư cách gì để đánh giá loại hoạt động thể thao của quý tộc thế nào? Theo như tôi thấy thì cậu chính là không biết chơi, cho nên mới cố tình đứng ở đây chém gió. Nếu như cậu cảm thấy đây là trò chơi không thiết thực thì cậu lên thử xem, đừng giống như một tên giết gà trộm chó, đánh một trận với Trương Thiếu đi. Trương Thiệu Kiệt lắc đầu nói, quên đi, đừng làm khó dễ người ta nữa, tôi cũng sợ nếu vô tình không thu tay được sẽ làm cậu ta bị thương mất. Tề Đẳng Nhàn cũng hiểu được, nếu như mình không ra tay thì đám người này nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu như việc này mà đến tai Kiều Quốc Đào, hắn cũng không tiện giải thích. Nhíu nhíu mày một lúc, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, vậy cứ thử xem, tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, thật là hài hước, cái tên quê mùa nhà cậu có biết đấu kiếm là cái gì không? Thế mà cũng dám mạnh miệng như thế, Lý Vân Uyển là người đầu tiên nở nụ cười giễu cợt. Trương Thiệu Kiệt híp mắt, hờ hững nói, nếu như cậu đã muốn thử, vậy tôi sẽ chơi với cậu. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ muốn giải quyết xong chuyện ở đây rồi mau chóng thoát thân, miễn lại phải đụng mặt với Ngọc Tiểu Long, nói chuyện thật khó ưa, đành vung tay lấy tới một chiếc kiếm. Mặc đủ đồ bảo hộ đi, tôi sợ bản thân mình sẽ đánh cậu tàn phế mấy. Trương Thiệu Kiệt lạnh lùng nói. Không cần đâu, tốc chiến tốc thắng đi. Tề Đẳng Nhàn ước lượng thứ đồ chơi trông có vẻ giống kiếm ở trong tay mình, lắc lắc đầu. Trương Thiệu Kiệt bực mình, nói, được. Vậy bắt đầu thôi. Hắn dẫm bước, mũi kiếm nhắm ngay vào Tề Đẳng Nhàn, hít một hơi thật sâu, thanh kiếm trong tay vững như núi Thái Sơn. Trên người của hắn thế mà lại phát ra một loại uy áp khiến người ta sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn đứng siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí thanh kiếm trong tay còn đang rủ xuống mắt đất, rõ ràng là dáng vẻ của người ngoài ngành. Nhìn tư thế đứng kiếm và cầm kiếm kia của cậu ta, vừa nhìn đã biết là một tên tay ngang. Còn sĩ diện không mặc đồ bảo hộ, tôi thật sự rất sợ một kiếm của Trương Thiếu sẽ đâm thủng mắt của hắn ta mất. Ngô Thiếu cười lạnh nói. Kiều Thu Mộng thấy một màn như vậy, trong ánh mắt không khỏi sinh ra cảm xúc do dự. Dường như Lý Vân Uyển nhìn ra được cô ta mềm lòng, lập tức nói, Mộng Mộng, cái này cậu cũng không thể mềm lòng được đâu. Chúng ta phải để cho con cóc này biết sự chênh lệch giữa hắn và chúng ta, nếu không thì vẫn sẽ luôn quấn lấy cậu không chịu ly hôn. Vậy không phải sẽ làm chậm trễ cuộc đời cậu sao? Trương Thiếu tự có chừng mực, sẽ không làm tổn thương hắn quá nặng đâu, nhiều lắm thì là cho chút dạy dỗ mà thôi, cậu đừng lo lắng quá. Dưới sự khuyên bảo của Lý Vân Uyển, Kiều Thu Mộng hơi hơi gật đầu. Bắt đầu. Sau khi một tiếng này vang lên, Trương Thiệu Kiệt sải bước rộng vừa nâng tay lên đã đâm thẳng về phía cơ thể Tề Đẳng Nhàn. Ngô Thiếu lấy làm tán thưởng. Nói các cậu nhìn một chiêu này của Trương Thiếu đi,
động tác lưu loát rõ ràng, một mạch về phía trước, không có nửa phần chần chừ, đã có thể so được với vận động viên chuyên nghiệp. Một kích này của Trương Thiệu Kiệt vô cùng đột ngột, hơn nữa động tác nhanh gọn thẳng thắn, không có nửa phần rườm rà, cho dù là vận động viên chuyên nghiệp thì cũng không có cách nào làm được hoàn hảo hơn thế này. Tề Đẳng Nhàn vẫn siêu siêu vẹo vẹo như trước, ngay khi kiếm sắp rơi vào người mình, hắn mới chuyển động. Tên quê mùa này nhất định sẽ hối hận về việc không mang đủ đồ bảo hộ. Trong ánh mắt của Ngô Thiếu hiện lên một mạt trêu tức. Lời còn chưa dứt, cổ tay Tề Đẳng Nhàn xoay ngược, một tiếng cạch vang lên đã ngăn kiếm của Trương Thiệu Kiệt lại, sau đó dẫn kiếm thuận thế đi xuống vung mạnh một cái, động tác chẳng khác nào đang đập một con ruồi. A! À. Cũng dưới động tác không có chút mỹ cảm nào đáng được nhắc tới này, Trương Thiệu Kiệt ăn thiệt lớn, chỉ cảm thấy nơi cổ tay đau xót, thanh kiếm tuột ra khỏi lòng bàn tay. Trong nháy mắt đó, biểu tình của mọi người trong toàn trường cứng lại, cả một đám hai mặt nhìn nhau, đầy mặt toàn là vẻ không dám tin. Trương Thiệu Kiệt chính là người nhận được huy chương đồng trong giải thi đấu kiếm nghiệp sư toàn quốc, trình độ đã ngang ngửa với vận động viên chuyên nghiệp, thế mà lại thua ở trong tay tên quê mùa là Tề Đẳng Nhàn đây. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây, lần sau còn có loại chuyện nhàm chán như thế này cũng đừng gọi tôi. Tề Đẳng Nhàn dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói, tiện tay ném thanh kiếm xuống, xoay người bước đi. Lý Vân Uyển cả giận nói, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn anh đã dùng trò ăn gian, lúc này mới thắng Trương Thiếu bằng thủ đoạn bất chính mà thôi. Ngô Thiếu cũng kịp lấy lại tinh thần, liên tục nói, chắc chắn là như vậy. Cậu phải ở lại giải thích với Trương Thiếu. Ngây thơ. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, căn bản là lười phản ứng với đám người nhàm chán này, lắc lắc tay, nghênh ngang bỏ đi. Trương Thiệu Kiệt nhe răng trợn mắt nắm cổ tay của mình, nếu không phải có đồ bảo hộ thì lần này chỉ sợ cổ tay của hắn ta cũng bị đánh gãy luôn. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Ngọc Tiểu Long quét tới đây, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của Tề Đẳng Nhàn, còn có đám người Kiều Thu Mộng. Cô buông chiếc cung tên được chế tác tinh xảo trong tay ra, chậm rãi đi về bên này. Triệu Hắc Long không khỏi ngẩn người, nhìn từ bề ngoài hình như anh ta cũng không đắc tội với vị nữ chiến thần này mà. Sao chưa báo một tiếng nào đã xoay người bỏ đi rồi? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng chỉ đánh đuổi theo. Anh ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang đi ra khỏi câu lạc bộ, hơi nghi hoặc a. À, tại sao nhìn có chút giống nhị đương gia? Con mẹ nó! Ngọc tướng quân đang đi về phía chúng ta đây. Mọi người thấy Ngọc Tiểu Long chậm rãi đi tới, một đám ngây ra như phỗng, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu phát run. Không đơn giản là có tư thái hoa nhường nguyệt thẹn, Ngọc Tiểu Long còn mang trong mình lòng can đảm độc nhất vô nhị, là nữ trung hào kiệt cân quắc chẳng kém gì đáng mày râu, dựng nên được sự nghiệp không kém cạnh bất cứ tên đàn ông nào, thậm chí còn hiếm có người làm được. Từ khi người phụ nữ này ngang trời xuất thế, tất cả những từ ngữ mỹ miều dùng để khen ngợi phụ nữ đều không có ngoại lệ mà rơi lên người cô. Không có một người đàn ông nào không tôn trọng và cảm mến trước người phụ nữ như vậy. Cũng như thế, không có người phụ nữ nào không khao khát bản thân mình có thể trở thành NPN như Ngọc Tiểu Long. Ngay cả đám người của Trương Thiệu Kiệt, Lý Vân Uyển mắt cao hơn đầu vừa rồi thì tại một khắc này, đều không nhịn được ưỡn ngực ngẩng đầu. Cộp cộp cộp. Theo bước chân nhẹ nhàng đang tới gần của Ngọc Tiểu Long, mọi người đều cảm nhận được, tiếng tim của bọn họ dường như đã hòa làm một thể với những tiếng bước chân đó. Khí thế của người phụ nữ này, rất kinh người. Cô là Kiều Thu Mộng. Ngọc Tiểu Long đi về phía trước đánh giá Kiều Thu Mộng từ trên xuống dưới, trên mặt mỉm cười nhẹ. Kiều Thu Mộng gật gật đầu, cố ngăn không để thân thể phát run. Cô ta rất kiêu ngạo, tuổi trẻ đã có thể trở thành tổng tài tập đoàn Kiều Thị. Nhưng khi đối mặt với Ngọc Tiểu Long thì chút thành tựu này không đáng kể chút nào. Ngọc tướng quân, tôi là Kiều Thu Mộng, ngài tìm tôi có việc gì sao? Kiều Thu Mộng nơm nớp lo sợ nói. Ngọc Tiểu Long hơi gật nhẹ đầu, nói không sao. Sau khi nói xong lời này thì trực tiếp xoay người rời đi. Kiều Thu Mộng sững sờ tại chỗ, lời này là có ý gì? Lúc này Triệu Hắc Long cũng đi lên, sắc mặt tối sầm lại. Trầm giọng nói có phải mấy người ở sau lưng nói tướng quân cái gì hay không? Trương Thiệu Kiệt vội vàng đứng ra xua tay liên tục, nói Triệu tiên sinh, không có chuyện đó đâu,
chúng tôi nào dám nói bậy cái gì về Ngọc tướng quân chứ? Triệu Hắc Long vừa lòng gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Kiều Thu Mộng há miệng thở dốc, nghĩ muốn đàm đạo với Triệu Hắc Long của Thương hội Hắc Long chuyện 2.000 vạn, nhưng rồi cũng không dám mở miệng. Trương Thiệu Kiệt nhìn ở trong mắt, cảm thấy đây chính là cơ hội cho mình, lập tức nói Triệu tiên sinh. Cái kia, chẳng là quý công ty còn nợ tập đoàn Kiều thị chúng tôi 2.000 vạn tiền hàng, ngài xem có thể dơ cao đánh khẽ thả một con đường hay không? Triệu Hắc Long nói chuyện nhỏ như 2.000 vạn cũng tới tìm ta. Các ngươi tự mình xử lý đi. Nói xong lời này, anh ta lập tức đuổi theo hướng Ngọc Tiểu Long vừa rời khỏi. Trương Thiệu Kiệt không dám dòng dài thêm với Triệu Hắc Long, quay đầu cười nói với Kiều Thu Mộng. Thu Mộng, em cứ yên tâm đi, 2.000 vạn tiền nợ này tối nay khẳng định có thể về tới tay. Sau khi đám người đi xa một lúc, vòng tròn nhỏ hẹp vốn đang im lặng cuối cùng cũng bùng nổ ầm ĩ. Mẹ nó, thế mà tôi có thể nhìn thấy nữ thần Ngọc tướng quân ở khoảng cách gần như vậy, hiện tại cho dù bảo tôi đi chết tôi cũng nguyện ý. Không nghĩ tới khí chàng của Ngọc tướng quân đáng sợ như vậy, tôi đây cũng không dám thở mạnh đâu. Rõ ràng tuổi cô ấy cũng không khác biệt lắm so với chúng ta, nhưng cái khí thế này. Thu Mộng, có vẻ như Ngọc tướng quân biết cô đấy. Còn nói cô không tệ, Kiều gia các cô từ khi nào quen biết được người như vậy? Kiều Thu Mộng đần độn, không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là chuyện gì. Nếu không phải cái gã Tề Đẳng Nhàn kia vừa mới nhanh chân rời đi, còn ở trước mặt Ngọc tướng quân làm càn, mọi người cảm thấy thế nào? Lý Vân Uyển có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Còn không phải bị đánh một trận như tử sao? Không đúng, chỉ sợ rằng căn bản Ngọc tướng quân lười để ý đến loại con kiến hôi như hắn. Trương Thiệu Kiệt lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Kiều Thu Mộng nhìn bóng dáng Ngọc Tiểu Long đi xa, không khỏi nắm chặt tay mình, lẩm bẩm nói rồi sẽ có một ngày tôi dựa vào nỗ lực của chính mình trở thành Phượng Hoàng như Ngọc Tiểu Long, thu hút ánh nhìn của toàn thế giới. Tề Đẳng Nhàn anh chẳng qua chỉ là một cảnh ngục nho nhỏ, là con gà mái khó coi mà thôi, sao có thể xứng đôi với tôi. Mà Tề Đẳng Nhàn hiện giờ đã nhận được điện thoại của Vương Vạn Kim, sau khi rời khỏi club lên xe Rolls Royce ngồi tới một khu chợ đêm giữa thành thị. Vương Vạn Kim thấy Tề Đẳng Nhàn xuống xe, cười ha hả chào đón nói nhị đương gia, làm phiền cậu rồi, chỗ tôi hiện giờ đang coi trọng một thứ, thỉnh ngài ghé mắt nhìn xem. Tề Đẳng Nhàn à một tiếng, Vương Vạn Kim bảo chủ tiệm mang một bức họa ra cho hắn xem. Tề Đẳng Nhàn nhìn kỹ một chút, sau đó gật nhẹ đầu hỏi bao nhiêu tiền. 1 triệu, Vương Vạn Kim thấp thỏm nói. Mua đi, Tề Đẳng Nhàn lười phải nói nhiều thêm một chữ. Vương Vạn Kim lập tức rút thẻ trả tiền khiến một đám chuyên gia xung quanh nhìn cứng cả lưỡi, hai mặt nhìn nhau. Cậu trai trẻ này là ai a? Đồ vật đến chính bọn họ còn không dám xác định mà một câu của hắn đã để cho Vương Vạn Kim trực tiếp bỏ tiền ra mua. Người này có địa vị gì đây? Thị trưởng Hoàng, vận khí của chúng ta không tồi đâu, thật sự ở trong tiệm tại gia tìm được Hà Thủ Ô trăm năm. Thuốc tôi đã để cho người phối xong rồi, chỉ cần trực tiếp uống vào luôn là được. Một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục thời Đường cầm tách trà nói với một người đàn ông trung niên có khí sắc không được tốt cho lắm. Thị trưởng thành phố Trung Hải Hoàng Văn Lãng nhận chung trà, cười nói làm phiền Dược Vương tiên sinh mấy ngày này vất vả xem bệnh giúp tôi, chờ tôi hết bệnh rồi nhất định sẽ giúp Dược Vương tiên sinh ban bố thêm nhiều chính sách, duy trì truyền thống phát triển y học của chúng ta. Dược Vương Tôn Thanh Huyền cười ha ha, nói ngài thị trưởng khách sáo rồi, cứu người chữa bệnh. Cái này chẳng qua là việc chúng tôi nên làm mà thôi. Đó là Hoàng tiên sinh, thị trưởng thành phố Trung Hải của chúng ta, gần đây hắn nhiễm phải bệnh kỳ quái, tìm rất nhiều danh y cũng chưa thể giải quyết được. Quả nhiên là gừng càng già càng cay mà, Dược Phương Tôn tiên sinh này vừa ra tay đã có thể thuốc đến bệnh khỏi, quả nhiên không hổ danh Dược Phương. Tôn tiên sinh đây chính là thần y có tiền cũng khó mời được, mấy nhân vật lớn ở kinh đô muốn mời ông đều bị yêu cầu phải xếp hàng đấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhăn mày lại đi về phía trước. Ngay nháy mắt lúc thị trưởng Hoàng Văn Lãng tiếp nhận chung trà, bàn tay to của hắn lập tức vươn tới đè lại chung trà trong tay Hoàng Văn Lãng. Nếu ông còn muốn sống thêm mấy ngày thì chén thuốc này, tốt nhất là không nên uống. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Hoàng Văn Lãng sửng sốt, mà Tôn Thanh Huyền ở một bên lại giận tím mặt nói người trẻ tuổi từ đâu đến, dám nghi ngờ thuốc của ta.
Vương Vạn Kim thấy Tề Đẳng Nhàn đi lên, không khỏi hoảng sợ vội vàng giải thích nói Tôn tiên sinh đừng vội nóng giật, đây là anh em trong nhà của tôi, nói chuyện có chút khó nghe, mong ngài không để trong lòng. Hoàng Văn Lãng thấy Vương Vạn Kim tiến đến, gật nhẹ đầu nói Vương Tổng, mong cậu hãy xử lý chuyện này cho tốt. Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói biểu hiện của ông cũng không phải bệnh khó gì, mà là do có người hại ông, nếu ông uống chén nước thuốc làm từ hà thủ ô trăm năm này ngược lại sống không quá mấy ngày nữa. Tôn Thanh Huyền nghe vậy cau mày không vui, lạnh giọng nói đúng là người trẻ tuổi, ăn nói bừa bãi. Muốn lòe thiên hạ ở trước mặt tôi sao? Hay là cậu cho rằng y thuật của lão già tôi đây không bằng cậu? Mọi người nghe vậy đều không khỏi sôi nổi lắc đầu, Dược Vương, Tôn Thanh Huyền chính là thần y đại danh đỉnh đỉnh ở Hoa Quốc, Tề Đẳng Nhàn không biết sống chết nghi ngờ thuốc của ông sẽ hại chết thị trưởng Hoàng, việc này đúng thật là buồn cười. Sắc mặt Hoàng Văn Lãng âm trầm xuống, quát Vương Tổng, nếu cậu còn mặc kệ người nhà không quản thì cũng đừng trách tôi không cho cậu mặt mũi. Vương Vạn Kim cười khổ, sao ông dám quản giáo nhị đương ra được? Tùy ông tự tìm đường chết vậy. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai xoay người rời đi. Tôn Thanh Huyền cười nói thị trưởng Hoàng không cần để trong lòng, chẳng qua chỉ là tiểu nhân nghĩ muốn lòe thiên hạ trước mặt lão già ta mà thôi, mời ngài uống thuốc tiếp. Hoàng Văn Lãng gật đầu, uống một hơi cạn sạch nước thuốc. Dòng nước ấm trôi xuống bụng, sau một lát đã cảm giác được một trận thoải mái. Ha ha ha, Dược Vương không hổ là Dược Vương, một bát nước thuốc này quả thật là thuốc đến bệnh khỏi. Hoàng Văn Lãng lớn tiếng cười nói, cảm thấy cả người một trận sảng khoái, mười phần trung khí. Mọi người thấy một màn này đều không khỏi níu lưỡi, một đám khen ngợi không thôi. Đều nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nhưng Tôn lão đây chữa bệnh lại là bệnh đi như núi đổ mà. Tôn lão quả thực không hổ danh là đầu tàu của giới y học quốc gia, một giây đã trị hết bệnh khó chữa của thị trưởng Hoàng, quá lợi hại. Tôn Thanh Huyền nghe mấy lời khen ngợi này cũng chỉ cười nhạt, đời này của hắn nghe thấy nhiều nhất chính là những lời khen ngợi như vậy. Hoàng Văn Lãng đắc ý nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói cậu trai trẻ, bây giờ cậu còn có gì muốn nói không? Ông chỉ có thể sống lâu được như này, Tề Đẳng Nhàn đầu cũng không quay vứt ra một bàn tay, lạnh nhạt nói. Hoàng Văn Lãng sửng sốt, nói 5 ngày, hừ, nếu sau 5 ngày ta còn không có việc gì. Vậy cậu phải suy nghĩ thật kỹ xem đắc tội với Tôn lão sẽ có hậu quả gì. Vương Vạn Kim nghe thấy vậy đau đầu không thôi, nhị đương gia đang yên lành lại đắc tội với thị trưởng, phải làm sao bây giờ đây? 5. 4. 3. Tề Đẳng Nhàn lại ngay lúc này đếm ngược, các ngón tay một ngón lại một ngón cụp xuống. Mọi người không khỏi sửng sốt, một đám nhìn Tề Đẳng Nhàn ở kia đếm ngược. Cậu bạn này thật đúng là gì cũng dám nói, có ai nguyền rủa thị trưởng như vậy sao? Tìm chết phải không? Cứ cho là có Vương Tổng che chở hắn đi chăng nữa, nhưng lần này hắn gây họa lớn như vậy, nếu thị trưởng thật sự tức giận, Vương Tổng cũng không bao che nổi. Cậu nhìn Tôn lão xem, sắc mặt đều biến đen cả rồi, cậu bạn nhỏ này đắc tội người ta đủ thảm. Khi con số cuối cùng từ miệng Tề Đẳng Nhàn thốt ra, sắc mặt Hoàng Văn Lãng đột nhiên tối sầm. Duỗi tay ôm ngực chính mình. Sau một lát, Hoàng Văn Lãng đột nhiên gào giống lên, thân thể ngửa ra sau, cả người gần như chết ngất ở trên ghế. Cứu tôi, Hoàng Văn Lãng gian nan vươn tay, hướng Tề Đẳng Nhàn hô lên 2 chữ cuối cùng. Tôn Thanh Huyền thấy một màn như vậy, tức khắc dựng tóc gáy, cả người choáng váng, vội vàng tiến hành cấp cứu cho Hoàng Văn Lãng, các loại ngân châm đâm xuống nhưng chính là không có hiệu quả. Chỉ trong chốc lát, Tôn Thanh Huyền đã đầy đầu mồ hôi lạnh, thuốc này. Nếu thật sự khiến thị trưởng Hoàng bởi vì uống thuốc của hắn mà chết, vậy chính hắn cũng khó thoát được một kiếp a. Hà thủ ô trăm năm tuy bổ nhưng thuần âm, ông phối thuốc cũng không tệ, âm dương điều hòa. Nhưng bệnh này của ông ta vốn dĩ không phải bệnh, một bát thuốc bổ kia đi xuống không chết mới là lạ. Tề Đẳng Nhàn bâng quơ giải thích một câu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tề bình thường tức khắc thay đổi. Không nghĩ tới thiếu niên này lại có mắt nhìn như vậy, kỹ thuật áp chế cả Tôn Thanh Huyền. Tôn Thanh Huyền ho khan một tiếng, nói vị tiểu tiên sinh này còn có gì xin hãy chỉ giáo. Không có hứng thú, Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói. Hắn vừa mới nói, uống bát thuốc kia tương đương với việc tự tìm đường chết,
nhưng Hoàng Văn Lãng tự mình muốn tìm đường chết thì việc gì hắn phải hỗ trợ. Tôn Thanh Huyền vội vàng nói, tiểu tiên sinh, vừa rồi là ta lỗ mãng quá mức nên nói chuyện có chút khó nghe. Nếu tiểu tiên sinh có một thân công phu này, vậy mời tiểu tiên sinh ra tay cứu thị trưởng Hoàng một chút, lão Tôn ở đây vô cùng cảm kích ngài. Những năm gần đây thị trưởng Hoàng cẩn trọng, lập nên công lao to lớn vì sự phát triển của Trung Hải, là trụ cột nước nhà, mời ngài cho ông ấy một cơ hội. Mọi người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thờ ơ như vậy cũng sôi nổi mở miệng cầu tình mời Tề Đẳng Nhàn ra tay. Vương Vạn Kim cũng cười nói, nhị đương gia, bọn họ không có mắt nhìn, ngài cũng đừng chấp bọn họ, ra tay giúp một chút đi. Chỗ lão Vương tôi đây có không ít hạng mục còn cần thị trưởng Hoàng ban bố chính sách nữa. Tề Đẳng Nhàn đi tới trước mặt Hoàng Văn Lãng, đối mặt với hắn chính là một chân đạp thẳng xuống. Phanh! Hoàng Văn Lãng trực tiếp bay lung tung ra ngoài, đụng vào trên vách tường, một miệng máu phun ra, kéo theo một bát thuốc vừa uống cũng phun nốt. Cậu thật to gan, không muốn cứu thị trưởng còn chưa tính, lại còn dám ra tay đánh người. Bảo Tiêu bên cạnh Hoàng Văn Lãng tức giận, sôi nổi chuẩn bị ra tay. Dừng tay, tinh thần của Hoàng Văn Lãng không biết từ đâu tới, gầm lên một tiếng khiến mọi người dừng lại. Trong mắt của Tôn Thanh Huyền đều sắp trợn tròn lên. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng Văn Lãng sau khi phun máu nhưng lúc nói chuyện lại 10 phần trung khí, rõ ràng đã tốt hơn phân nửa. Hoàng Văn Lãng ho khan nói, vị đại sư này là đang cứu tôi, không phải đánh tôi. Tôn Thanh Huyền vội vàng đi đến chỗ máu đen, dùng chút giấy khẩy khẩy lên đưa tới bên mũi người, khiếp sợ nói, có độc. Không hổ là dược vương, cái này cũng có thể ngửi ra được. Không tồi, bên trong có độc. Hơn nữa cũng không phải là độc giống nhau. Tề Đẳng Nhàn quét mắt nhìn Tôn Thanh Huyền một cái, kinh ngạc nói. Độc này do một tên vô danh tiểu tốt giữa một đám thanh danh rõ ràng trong nhà tù U Đô điều phối ra, chuyên môn dùng để hại người, có thể khiến người chết lặng yên không một tiếng động. Đại sư, xin nhận của ta một lạy. Hoàng Văn Lãng khom lưng một cái với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cũng không khách khí, gật gật đầu nhận nói, được rồi. Chậm rãi điều trị là được, lần sau cẩn thận một chút, chú ý đồ ăn hàng ngày. Trong mắt Hoàng Văn Lãng chợt lóe hàn quang, khẽ gật đầu, đợi sau khi trở về sẽ tra khảo người bên cạnh thật cẩn thận. Tôn Thanh Huyền đầy mặt xấu hổ đi đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, cười nói, thủ pháp của đại sư quả nhiên không giống bình thường, là lão già ta có mắt như mù không thấy Thái Sơn. Hy vọng đại sư có thể cho ta một cơ hội thu nhận ta làm đồ đệ. Ta nguyện đi theo đại sư học tập y thuật thật tốt. Mọi người nghe được lời này như bị sét đánh ngang tai, Tôn Thanh Huyền là ai? Thế là lại muốn hướng Tề Đẳng Nhàn bái sư học nghệ. Không rảnh, lúc khác nói sau, Tề Đẳng Nhàn lại không chút khách khí cự tuyệt. Vương Vạn Kim thấy nhiều không trách cười cười, tính tình này của nhị đương gia không ai có thể chọc nổi. Những ma vương vô pháp vô thiên đó trong ngục giam thậm chí có thể khiến tổng thống của một quốc gia đau đầu, mà khi thấy nhị đương gia còn không phải đều ngoan ngoãn nghe lời giống gà con sao. Trùng hợp lúc này Tề Đẳng Nhàn lại nhận được điện thoại, là Lý Vân Uyển gọi tới. Tề Đẳng Nhàn, Mộng Mộng đang bị người khác chuốc rượu, phế vật như anh còn không nhanh tới đây đón cậu ấy về. Nếu lát nữa lỡ xảy ra chuyện gì anh chịu trách nhiệm nổi sao? Sau khi điện thoại được tiếp, Lý Vân Uyển trực tiếp gầm lên giận dữ. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, hỏi địa chỉ, sau đó ngắt điện thoại, để Vương Vạn Kim phái xe riêng hỏa tốc đưa mình qua. Hắn và Kiều Thu Mộng đã trở thành vợ chồng hợp pháp, tuy rằng chưa thực sự phát sinh bất luận chuyện gì nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Kiều Thu Mộng bị người bắt nạt. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, sau bị đuổi khỏi Tề gia là Kiều gia giúp đỡ cha con bọn họ. Ở thời điểm mình khổ sở nhất là Kiều Thu Mộng cho mình một cây kẹo que. Cây kẹo que kia rất ngọt, cho tới bây giờ hắn vẫn thường xuyên nhớ tới dư vị của nó. Lúc này, Kiều Thu Mộng đã uống không ít rượu, mắt say mê ly lờ đờ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người lộ ra một cỗ vũ mị khiến người thèm nhỏ dãi. Lý Vân Uyển ngồi ở cạnh đầy mặt lo lắng sốt ruột. Phu Tổng, ba ly rượu kia tôi đều đã uống xong rồi. Vậy 2.000 vạn công ty các người thiếu tôi thì như thế nào? Kiều Thu Mộng hỏi. Trưởng phòng nhỏ của Thương hội Hắc Long Vu Khải Hà ngồi ở trên ghế, mặt đầy ý cười nói, cô uống tiếp 3 ly tôi đây lập tức trả cô 300 vạn. Kiều Thu Mộng sửng sốt, anh nói không giữ lời. Vu Khải Hà kinh ngạc nói, Kiều Tổng,
lời nói không thể nói bậy được. Tôi vừa mới nói cô uống tôi sẽ trả tiền chứ không hề nói sẽ trả nhiều hay ít. Đột nhiên hắn mang một chai rượu Tây ra đặt trên bàn, phát ra một tiếng bang trầm, nói, như này đi, Kiều Tổng, cô uống một hơi hết chai rượu này, tôi lập tức trả cô 2.000 vạn, một phân cũng không thiếu. Kiều Thu Mộng hung hăng chớp chớp hai mắt của mình, mới 3 ly rượu xuống bụng đã không chịu nổi, nếu lại uống một chai này khẳng định sẽ phải nằm ngang ở đây luôn. Cô lắc lắc đầu, nói Vu Tổng, tôi thật sự không thể uống nữa, hay là .ans cứ trả trước cho tôi 300 vạn đi. Ha ha, nếu cô đã tới thì sao có thể không uống đâu. Cô muốn uống cũng phải uống, không muốn uống cũng phải uống. Trong mắt Phù Khải Hà lóe lên hàn quang, cười dữ tợn nói. Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp vặn mở nắp chai, mùi rượu gay mũi khiến Kiều Thu Mộng có cảm giác muốn nôn mửa. Lý Vân Uyển ở một bên vội vàng nói Vu Tổng, ngài cho chúng tôi chút mặt mũi đi. Mộng Mộng thật sự không thể uống tiếp được. Phù Khải Hà cười lạnh, Hắc Long Thương Hội chính là bá chủ của Trung Hải, hắn còn cần phải nể mặt hai người phụ nữ sao? Cô là cái gì, còn muốn tôi cho cô mặt mũi, cô ấy không uống, cô uống à? Phù Khải Hà lạnh lùng nhìn về phía Lý Vân Uyển, nhạt nhẽo hỏi. Anh em xung quanh Phù Khải Hà cũng nở nụ cười, cả đám dùng ánh mắt trêu chọc đánh giá Lý Vân Uyển cùng Kiều Thu Mộng. Theo như bọn họ nghĩ, hai người phụ nữ này đã trở thành con cá trong chậu. Sắc mặt Lý Vân Uyển trắng bệch, tử lượng của cô ta không tốt, bình rượu này nếu như uống vào, chỉ sợ say rồi phải trực tiếp đến bệnh viện rửa dạ dày. Phù Khải Hà nói, Kiều Tổng. Cơ hội cho cô đó, xem chính cô có nắm chắc được hay không. Kiều Thu Mộng mím môi cầm bình rượu, có chút do dự. Không thể uống, Lý Vân Uyển cắn răng, vẫn kiên trì ý kiến của mình. Vẻ mặt của Phù Khải Hà khó chịu, giáng thẳng một cái tát vào mặt Lý Vân Uyển, cười lạnh nói, cô không cho cô ấy uống, vậy cô uống. Lý Vân Uyển là cành vàng lá ngọc, chưa từng bị ai đối đãi thô lỗ như vậy. Nhưng sau khi bị một cái tát này, cô ta hết lần này tới lần khác lại một câu cũng không dám dong dài, đối phương là người của Hắc Long Thương Hội, cô đắc tội không nổi. Hắc Long Thương Hội, đây chính là sự tồn tại có thể ngang hàng sánh vai cùng với người giàu nhất Trung Hải Vương Vạn Kim và đầu rồng của Trung Hải xí nghiệp Hướng Thị. Kiều Thu Mộng biết rõ tử lượng của Lý Vân Uyển, thật không ngờ đòi lại 20 triệu tiền nợ này lại khó khăn như vậy, chỉ có thể quyết tâm nói, tôi uống. 20 triệu nợ tiền kia, Vu Tổng anh không được quỵt nợ. Sau khi nói xong lời này, Kiều Thu Mộng nâng miệng bình đặt vào môi mình, ừng ực rồi thổi bay hết một bình rượu Tây. Phù Khải Hà cười to nói, được, Kiều Tổng quả nhiên thẳng thắn. Kiều Thu Mộng chịu đựng nỗi thống khổ như dao cắt nóng chảy ở cổ họng, đem chai rượu Tây này cương quyết rót vào trong bụng mình. Rượu vừa ngấm xuống, cả người nàng sắp tê liệt. Ánh mắt lờ đờ mê ly vì men rượu nói với Phù Khải Hà, Phù Tổng, bình rượu này tôi đã uống rồi, tiền nợ 20 triệu kia, anh cũng nên trả lại cho tôi. Hiện tại tử lượng của tôi không đủ, đi trước một bước, trở về đã. Phù Khải Hà lại giữ chặt cổ tay Kiều Thu Mộng, cười nói tiền, nhất định sẽ trả lại, dù sao khó có được nhìn thấy có một nữ trung hào kiệt sảng khoái như Kiều Tổng. Nhưng mà, hiện tại tôi còn chưa uống đã đâu, Kiều Tổng đi rồi. Có phải có chút không nể mặt tôi không? Kiều Thu Mộng chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, Lý Vân Uyển gấp đến không chịu nổi, nếu tiếp tục phát triển như vậy, không chừng Kiều Thu Mộng sẽ bị tên Phù Khải Hà này ăn sạch sẽ mất. Tề Đẳng Nhan, tên phế vật này còn không tới, Mộng Mộng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lý Vân Uyển gấp đến độ rậm chân, nhưng cô cũng không dám trêu chọc Phù Khải Hà. Ông chủ của Phù Khải Hà chính là hội trưởng Hắc Long Thương Hội Triệu Hắc Long là hạng người như thế nào? Hôm nay thậm chí cùng Ngọc Tiểu Long bắn tên, có thể tưởng tượng được bối cảnh đáng sợ cỡ nào? Chân của Kiều Thu Mộng sắp đứng không vững, cầu xin nói, Phù Tổng, buông tha cho tôi đi, để cho tôi về nhà, tôi không thể uống nữa. Phù Khải Hà lại cười nói, uống thêm một ly nữa, uống xong một ly này thì thả cô đi. Ngươi cút đi. Kiều Thu Mộng không thể chịu đựng được nữa, một tiếng thét chói tai, chai rượu trong tay bay thẳng về phía đầu Phù Khải Hà một cái. Choang! Phù Khải Hà đau đến lui về phía sau một bước, ôm đầu mình rên thảm một tiếng. Cô, đồ tiện nhân này,
Phu Khai Hà tức giận đến hai mắt đỏ bừng, một cước đạp vào bụng Kiều Thu Mộng, đá bay cả người cô ra ngoài. Lý Vân Uyển nhìn thấy một màn này, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng cũng không nghĩ tới lá gan của Kiều Thu Mộng lại lớn như vậy, cầm bình rượu lên cho đầu Phu Khai Hà một phát đập. Xong rồi, Mộng Mộng gây đại họa rồi. Uống con mẹ mày mà uống, muốn uống rượu sao không tự mình uống. Cửa lớn của gian phòng ghế lô bị một cước đá văng ra, Tề Đẳng Nhàn xông vào, thanh âm lạnh lùng. Thân thể Kiều Thu Mộng bay ngược lại phía hắn, đúng lúc đang ngã vào trước mặt Tề Đẳng Nhàn, hắn bước nhanh lên, vừa vặn làm cho cô mềm nhũn tựa vào trong ngực mình. Dựa vào một chút ý thức cuối cùng, Kiều Thu Mộng mơ màng nhìn thoáng qua người đàn ông đang ôm mình, sau đó liền nặng nề nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn biến thành màu đen, ôm Kiều Thu Mộng tiến một bước liền đến trước mặt Phu Khai Hà, giơ tay lên chính là một cái tát vang dội. 3. Cơ thể Phu Khai Hà bay lên rời khỏi mặt đất, cả người đều xoay tròn trên không trung, sau khi xoay hai vòng, lúc này mới nặng nề ngã xuống đất. Lý Vân Uyển không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Tề Đẳng Nhàn, đồ cai ngục vô dụng này, vì Kiều Thu Mộng, lại dám động thủ đánh người của Hắc Long Thương Hội. Thành viên Hắc Long Thương Hội ngồi cùng bàn thoáng cái đứng dậy, không nói hai lời, một đám xông về phía Tề Đẳng Nhàn. Mặt Tề Đẳng Nhàn không chút thay đổi, một tay ôm Kiều Thu Mộng, một tay bảo vệ cho của cô, hai chân linh hoạt giống như xuyên hoa hồ điệp tung cước, rầm rầm rầm, chỉ chốc lát sau, người đã nằm đầy đất, một đám che bụng khom người, giống như biến thành tôm luộc. Xuyên hoa hồ điệp, một trong các bộ quyền của Tung Hạc Quyền. Chúng mày uống rượu không liên quan đến tao, nhưng bắt nạt vợ của tao, vậy thì chắc cần phải thương lượng lại rồi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, một cước đạp lên đầu Phu Khai Hà. Phu Khai Hà đau đến kêu thảm thiết, giận dữ quát, thằng chó, mày gây chuyện rồi, mày có biết mày đã đắc tội ai không? Chúng ta là người của Hắc Long Thương Hội, ông chủ của ta là Triệu Hắc Long Triệu Tiên Sinh. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng nói, thủ hạ của Triệu Nê Trích. Từ khi nào có tư cách ức hiếp người phụ nữ của tao? Tuy rằng hắn đối với Kiều Thu Mộng tạm thời không có tình cảm sâu sắc gì, nhưng dù sao hai người cũng mới lĩnh chứng kết hôn, trên danh nghĩa chính là vợ chồng. Nghe Tề Đẳng Nhàn gọi Triệu Hắc Long như vậy, hai mắt Lý Vân Uyển tối sầm lại, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Lời này, nếu để cho Triệu Hắc Long nghe thấy, đừng nói là Đẳng Nhàn, chỉ sợ cả Kiều gia đều vì vậy mà diệt vong. Đem số tiền nợ đến, bằng không hôm nay sẽ giết chết ngươi. Tề Đẳng Nhàn khom lưng một chút, trực tiếp xách Phu Khai Hà lên, tiện tay ném tới bên cạnh bàn ăn. Lý Vân Uyển nghe được sởn tóc gáy, Tề Đẳng Nhàn đúng là điên rồi, đánh người thành như vậy, còn muốn trả lại 20 triệu tiền nợ. Con mẹ nó mày còn đòi trả nợ sao? Động đến tao, cả nhà mày đều phải chết sạch. Tao nói cho mày biết, mày không những phải trả lại tiền. Còn phải quỳ 3 ngày 3 đêm cho tao, cầu xin tao tha thứ cho mày. Nếu không, Phu Khai Hà còn muốn mở miệng mắng hai câu, kết quả cái gáy liền trực tiếp bị Tề Đẳng Nhàn đè lại, hung hăng đập vào mặt bàn, chảy ra một mảng lớn máu tươi, sau đó phát ra trong miệng là một trận khóc thảm thiết kêu cha gọi mẹ. Phu Khai Hà hoàn toàn bị đánh đến sợ hãi, kêu rên nói, đại gia, đừng đánh. Tôi không lấy tiền nữa. Số tiền này cần Triệu Tiên Sinh tự mình ký tên, mới có thể từ trong tài chính xuất ra trả lại cho nhà họ Kiều. Ngài bây giờ coi như là đánh chết tôi cũng không lấy ra được mà. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, hờ hững nói, được, vậy mày bảo Triệu Nê Trích chuẩn bị sẵn tiền cho tao, sau này tao tự mình tới lấy. Phu Khai Hà liên tục gật đầu, trong lòng lại chửi thề, mẹ kiếp, còn muốn tiền. Trở về lão tử triệu tập anh em đánh cho mày tàn phế. Đi thôi, còn sững sờ làm gì nữa? Tề Đẳng Nhàn nói với Lý Vân Uyển, ôm Kiều Thu Mộng xoay người rời đi. Lý Vân Uyển giống như ở trong mộng vừa tỉnh, vội vàng đuổi kịp Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nơi thị phi này, về phần sau này sẽ có phiền toái như thế nào, cũng không phải điều cô nên suy nghĩ. Tề Đẳng Nhàn, con mẹ nó, anh không muốn sống nữa à, xuống tay tàn nhẫn như vậy, biết sẽ mang đến hậu quả gì không? Lý Vân Uyển trong lòng sợ hãi đi theo bên cạnh hắn, một đường liên tục của trách trở về. Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện, sau khi ra khỏi cửa, trực tiếp đem Kiều Thu Mộng giao cho Lý Vân Uyển, bảo nàng đưa người về Kiều gia, mà hắn thì trực tiếp trở về Vân Đỉnh Sơn Trang.
Sáng sớm hôm sau, Tề chờ Nhàn lái chiếc Phaeton khiêm tốn này, đến nhà họ Kiều xem xét. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy Kiều Thu Mộng nằm trên sofa, bên cạnh là Trương Thiệu Kiệt. Nghe Trương Thiệu Kiệt ôn nhu trấn an nói, Thu Mộng, đã không có việc gì rồi, em yên tâm nghỉ ngơi là được, anh đã cứu em trở về. Thấy cảnh này, Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày. Tề Đẳng Nhàn, tên rác rưởi nhà cậu đã chết ở đâu vậy? Mộng Mộng gặp chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu lại trốn như rùa rụt cổ. Bàng Tú Vân sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì vô cùng giận dữ chửi mắng. Tề Đẳng Nhàn không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn về Trương Thiệu Kiệt, hỏi có chuyện gì xảy ra? Sao Trương Thiếu lại ở đây? Bàng Tú Vân tức giận nói cậu còn dám hỏi. Hôm qua Mộng Mộng đi tìm Vu Khải Hà của Thương hội Hắc Long để đòi nợ, kết quả bị hắn ép uống hết cả một chai rượu Tây. Nếu không phải Trương Thiếu kịp thời có mặt cứu Mộng Mộng, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Kiều Quốc Đào ở bên cạnh sắc mặt có chút u ám, nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt hơi không hài lòng. Kiều Quốc Đào trầm giọng nói Đẳng Nhàn, chú đã để Thu Mộng cho cháu chăm sóc, vậy thì cháu phải gánh vác lấy trách nhiệm này. Trương Thiệu Kiệt đứng một bên vội cười nói bác trai, bác gái, hai bác không cần khách sáo, cháu với Thu Mộng là bạn tốt, đây là việc cháu nên làm. Hơn nữa, hai bác trách móc chú em Tề cũng vô dụng. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một tên cai ngục nhỏ, cho dù có xuất hiện đi nữa thì e là cũng chẳng làm được gì. Chút chuyện nhỏ này hai bác không cần nhắc nhiều nữa, cháu thấy ngại lắm. Tề Đẳng Nhàn sau khi nghe thấy lời của Trương Thiệu Kiệt thì không nhịn được mà bật cười, lắc đầu hỏi Thu Mộng là do tôi cứu từ trong tay Vu Khải Hà, từ lúc nào lại trở thành công lao của cậu rồi. Lời này khiến những người có mặt tại đó không khỏi sửng sốt. Nhưng Trương Thiệu Kiệt lại cười ha ha, nói dù sao chú em Tề cũng vừa mới đến nhà họ Kiều, cần chút công lao để có được chỗ đứng, tôi hiểu. Chuyện này không liên quan đến tôi, trên thực tế là công lao của chú em Tề. Tôi căn bản không biết gì hết, chỉ là hôm nay trùng hợp đến thăm Thu Mộng mà thôi. Một chiêu lấy lùi làm tiến này của Trương Thiệu Kiệt trực tiếp đẩy cơn tức giận của Bàng Tú Vân với Tề Đẳng Nhàn lên đến đỉnh điểm. Tề Đẳng Nhàn, cậu chẳng được cái thích sự gì nhưng Lão Kiều khăng khăng muốn gả Mộng Mộng cho cậu, tôi cũng không còn gì để nói. Người có thể không có bản lĩnh, nhưng không thể không biết xấu hổ. Rõ ràng là Trương Thiếu nhà người ta cứu Mộng Mộng, cậu lại ở đây nói là mình cứu, không thấy mất mặt sao? Tên cai ngục quèn như cậu lấy đâu ra năng lực đi khiêu khích người của Thương hội Hắc Long. Bàng Tú Vân thẳng thừng trà đạp Tề Đẳng Nhàn, không chừa cho hắn chút thể diện nào. Trên mặt Trương Thiệu Kiệt lộ ra nụ cười đắc ý, đúng lúc này Kiều Thu Mộng tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau. Thấy bản thân đang ở nhà cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta mơ hồ nhớ đến chuyện tối hôm qua, nghi ngờ nhìn Trương Thiệu Kiệt hỏi Trương Thiếu, tối qua là anh cứu tôi sao? Trương Thiệu Kiệt cười bất lực nói Mộng Mộng, là chú em Tề cứu em. Bàng Tú Vân lớn tiếng nói Trương Thiếu, cậu chính trực nên nguyện ý giúp đỡ cái thứ giá áo túi cơm này, còn tôi thì không nhìn nổi. Mộng Mộng, tối qua là Trương Thiếu cứu con về, nếu không thì không biết con sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ông ba của con tìm giúp con thằng chồng tốt, điện thoại tắt máy cả đêm nhưng vẫn rất nhàn nhã. Kiều Thu Mộng cũng mơ hồ nhớ ra có một người đàn ông đã cứu mình. Sau khi nghe được lời mẹ nói thì cô không thể không nhìn Trương Thiệu Kiệt với ánh mắt cảm kích. Hình như tôi đã nhớ ra một chút rồi, cảm ơn anh Trương Thiếu. Nếu như không có anh giúp, tôi e rằng mình sẽ rất thảm. Kiều Thu Mộng thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm kích với Trương Thiệu Kiệt. Bàng Tú Vân nghe thấy lời này, lập tức càng cáu gắt hỏi Tề Đẳng Nhàn hiện tại cậu còn gì để nói không? Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt hờ hững, nhún vai nói tối qua tôi đã nhờ Lý Vân Uyển đưa Thu Mộng về, nếu mọi người không tin thì cứ tìm cô ta mà hỏi. Trương Thiệu Kiệt gật gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, nói chút nữa tôi sẽ gọi điện cho Lý Vân Uyển, căn dặn cô ta đàng hoàng để cô ta nói với bên ngoài là cậu cứu Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn khinh thường liếc nhìn Trương Thiệu Kiệt một cái, trong lòng bật ra hai từ thằng hề. Kiều Thu Mộng có chút khinh bỉ mà nhìn Tề Đẳng Nhàn. Cái tên này không có bản lĩnh thì thôi, lại còn mặt dày. Rõ ràng là Trương Thiệu Kiệt cứu cô thoát khỏi Vu Khải Hà, mà lại nói dối là anh ta cứu cô, thật là không biết xấu hổ. Tốt nhất là có thể để ba sớm nhìn rõ bộ mặt của tên tiểu nhân này,
sau đó mình đề xuất ly hôn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kiều Quốc Đào vỗ vai Tề Đẳng Nhàn, lại nói lời dạy bảo sâu xa Đẳng Nhàn, người có thể không có tiền, nhưng không thể không có chí khí. Tề Đẳng Nhàn đáp chú Kiều dạy phải ạ. Hắn cười trừ, thậm chí chẳng muốn đi tranh cãi mấy chuyện còn con này. Mộng Mộng, em không cần lo lắng về chuyện 2000 vạn kia. Anh đã hứa sẽ giúp em rồi. Trương Thiệu Kiệt cười nói với Kiều Thu Mộng. Cảm ơn Kiều Thu Mộng thở phào, nhưng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, tôi nhớ ra một chuyện. Tối hôm qua, hình như tôi đã cầm chai rượu đập vỡ đầu Vu Khải Hà. Cô ta vừa nói câu này, Kiều Quốc Đào vô thức cau chặt mày, Bàng Tú Vân giật mình. Nụ cười trên mặt Trương Thiệu Kiệt lập tức trở nên cứng đờ, ngữ khí khô khan mà an ủi, không sao, không sao, tôi sẽ về tìm Triệu tiên sinh nói chuyện, không có chuyện gì đâu. Bàng Tú Vân đáp vậy đành cậy nhờ Trương Thiếu rồi. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz chạy đến dừng ở bên ngoài. Lý Vân Uyển bước xuống xe đi đến cửa nhà họ Kiều, trong tay cô ta cầm ít hoa quả, cười nói Mộng Mộng, mình đến thăm cậu. Vân Uyển đến à, mau vào đây ngồi. Sau khi nhìn thấy Lý Vân Uyển, trên mặt Bàng Tú Vân lộ ra nụ cười mời cô ta vào trong nhà. Nhà họ Lý cũng có chút thế lực ở thành phố Trung Hải, có mối quan hệ hợp tác với nhà họ Kiều. Quan hệ giữa Lý Vân Uyển và Kiều Thu Mộng rất tốt nên cô ta rất được hoan nghênh ở nhà họ Kiều. Trong lòng Kiều Thu Mộng không chắc chắn người cứu cô ta hôm qua có phải là Trương Thiệu Kiệt hay không. Dù sao thì trước khi hôn mê cô ta đã say bí tỉ, không nhìn rõ hình dáng người nọ như nào. Cô ta trực tiếp kéo Lý Vân Uyển ngồi bên cạnh mình, hỏi Uyển Uyển, hôm qua cậu đi với mình, cậu không uống rượu nên chắc vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Lý Vân Uyển ngạc nhiên, sau đó gật đầu trả lời đúng vậy. Kiều Thu Mộng thấp giọng hỏi Lý Vân Uyển, cậu nói thật với mình, tối qua rốt cuộc là ai đã cứu mình? Kiều Quốc Đào cũng không thể không nhìn Lý Vân Uyển. Tối qua Lý Vân Uyển đưa Kiều Mộng Mộng về nhà, là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, lời nói có trọng lượng nhất. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, Trương Thiệu Kiệt làm gì hắn không quan tâm. Đương nhiên, nếu Lý Vân Uyển có thể nói ra sự thật, vạch trần bộ mặt xấu xa của Trương Thiệu Kiệt thì hắn vẫn rất có hứng xem. Cậu thật sự không nhớ gì hết, Lý Vân Uyển hỏi lại Kiều Thu Mộng. Hôm qua uống nguyên một bình rượu, cái nhớ cái không? Kiều Thu Mộng cười khổ nói. Ngày hôm qua chính Lý Vân Uyển là người đã đưa Kiều Thu Mộng về nhà, hơn nữa. Vào lúc cùng Vu Khải Hà uống rượu cô cũng có mặt tại đó, vì vậy cô là người có tư cách nói chuyện nhất. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Lý Vân Uyển, chờ cô lên tiếng. Ôi chao, Mộng Mộng à, cậu thật sự uống say rồi. Hôm qua mình thấy Vu Khải Hà có ý muốn làm khó cậu, cho nên liền trực tiếp gọi điện cho Trương Thiếu. Cậu cũng biết đấy, Trương Thiếu dù sao cũng có quen biết với hội trưởng Triệu Hắc Long, anh ta có mối quan hệ có thể giúp đỡ cậu. Nhưng, Vu Khải Hà vậy mà lại không nể mặt ai, dám động tay động chân với cậu. Trương Thiếu đối với cậu là loại tâm tư gì, hẳn cậu là người rõ nhất, ngay khi vừa nghe tin, liền nổi giận đùng đùng, cầm kiếm xông vào đánh cho đám người Vu Khải Hà phải kêu cha gọi mẹ. Lý Vân Uyển châm một điếu thuốc cho phu nhân, sau đó quay sang nói với Kiều Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời này của Lý Vân Uyển, không khỏi có chút ngẩn ngơ, rồi thất thanh cười một tiếng. Khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm. Lý Vân Uyển sau khi nói xong, cô liếc Tề Đẳng Nhàn một cái, trong mắt lóe lên một vẻ khó tả. Lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tề Đẳng Nhàn, muốn xem hắn còn nói gì nữa không. Bàng Tú Vân thậm chí còn trực tiếp mở miệng nói, giờ đây chân tướng đã rõ ràng, tôi nghĩ, chắc cậu không còn gì để nói nữa đúng không? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, căn bản là lười nói chuyện, cũng không có gì để giải thích. Kiều Thu Mộng thất vọng lắc đầu, vốn tưởng rằng Tề Đẳng Nhàn không bản lĩnh thì thôi đi, không ngờ ngay cả nhân phẩm cũng ti tiện như vậy, còn tranh công với Trương Thiệu Kiệt. Ha ha ha, được rồi, không vui thì cứ nói vài câu. Cậu em Tề dù sao cũng vừa mới đến Kiều gia, phải cần chút công lao mới có chỗ đứng được, mọi người có thể hiểu được mà. Trương Thiệu Kiệt từ sau đứng ra nói đỡ giúp Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn ta một cái. Sau đó nhàn nhạt nói, Trương Thiếu ở đó cũng thật kỳ lạ, chuyện của Tề Đẳng Nhàn tôi không đến lượt anh nhiều lời. Tiếu phi tiếu nghĩa cười như không cười. Kiều Thu Mộng sắc mặt trầm xuống,
Quát Tề Đẳng Nhàn, anh đủ chưa hả? Chính mình không có bản lĩnh thì thôi, lại còn không cho người khác giỏi hơn mình sao? Lòng dạ như vậy không phải là quá nhỏ mọn rồi sao? Trương Thiệu Kiệt vội vàng nói cái này không thể trách cậu ấy được, dù sao cũng chỉ là một cai ngục ở một nơi nhỏ bé thôi, có chút nhỏ mọn là chuyện bình thường mà, dần dần sẽ tốt lên thôi. Bàng Tú Vân cười lạnh, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn này càng ngày càng khó coi, phải mau mau nói Kiều Quốc Đào để cho Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng ly hôn càng sớm càng tốt mới được. Một người như Trương Thiệu Kiệt mới xứng đôi vừa lứa với Kiều Thu Mộng chứ, bất động sản của Trương Thị còn chính là xí nghiệp mũi nhọn ở thành phố Trung Hải này nữa, hai người chúng nó đi chung với nhau, đó mới chính là môn đăng hộ đối thật sự. Một tên cảnh ngục nhỏ bé trong xó xỉnh nào đó ở nông thôn như Tề Đẳng Nhàn, lấy cái gì đòi xứng với Kiều Thu Mộng chứ? Được rồi, tôi biết Đẳng Nhàn không phải là người như vậy, trong này hẳn là có hiểu lầm gì rồi, không cần nhiều lời nữa. Kiều Quốc Đào thần sắc nghiêm túc khoát tay. Người đứng đầu trong nhà đã lên tiếng, cũng sẽ không ai lấy vấn đề này bám Tề Đẳng Nhàn không tha nữa. Đợi đến lúc Lý Vân Uyển đi vào nhà tắm, Tề Đẳng Nhàn đã đợi ở cửa để gặp cô, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nói vì sao cô phải nói dối làm gì. Hắn đánh giá từ trên xuống dưới người này, tướng mạo so với Kiều Thu Mộng cũng không thua kém, thân mặc một chiếc váy dài tinh xảo, chân thon gọn xinh đẹp kết hợp với giày cao gót 7 phân có thể nói là hoàn mỹ, tóc dài xóa tung tú lệ, từ trên xuống dưới đều không thể tìm thấy một khuyết điểm nào. Người xưa có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cô không giống như một người sẽ nói nối, nhưng hiện giờ xem ra, là do chính mình mắt mù rồi. Ngài Tề đây là đến để uy hiếp tôi sao? Lý Vân Uyển trên mặt không khỏi toát ra vẻ điềm đạm đáng yêu, bộ dạng thật sự như đã bị dọa sợ. Tôi nói dối rồi, chẳng lẽ ngài Tề định bắt tôi nhốt vào nhà giam sao? Tôi đây lần đầu phạm lỗi, ngài Tề cho tôi thêm một cơ hội đi. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên không thể không hiểu cái xưng hô ngài Tề mà Lý Vân Uyển dành cho hắn này chính là một loại chế giễu và khinh thường. Trong mắt đám con nhà giàu như Lý Vân Uyển, hắn chẳng qua chỉ là một tên cảnh ngục nhỏ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga mà thôi, không có gì xuất sắc cả. Đúng lúc này Kiều Thu Mộng lại đi tới, Lý Vân Uyển liền lập tức nói anh đừng làm tôi sợ, sau này tôi sẽ giúp anh nói chuyện mà. Khuôn mặt của Kiều Thu Mộng nhất thời tối sầm lại, tức giận nói Tề Đẳng Nhàn, tên rác rưởi nhà anh, đã không có bản lĩnh cứu tôi, còn muốn giành công lao của Trương Thiếu. Ngày hôm qua Vân Uyển đã chứng kiến tất cả, nói thật đi, anh vậy mà vẫn còn dám tới đây uy hiếp cậu ấy. Anh có tin tôi sẽ đuổi anh ra khỏi cửa, cả đời cũng đừng nghĩ tới việc được đặt chân lại vào nơi này không? Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nói tôi không hề uy hiếp cô ta, chỉ nói chút chuyện bình thường mà thôi. Trên mặt Lý Vân Uyển vội vàng bày ra vẻ kinh hoàng, nhìn Kiều Thu Mông nói đúng, đúng rồi, anh ấy không có uy hiếp mình đâu, chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi, Mộng Mộng à cậu đừng hiểu lầm. Kiều Thu Mộng nhìn Lý Vân Uyển thần tình kích động, mặt càng đen hơn, tức giận nói Tề Đẳng Nhàn, nếu để tôi phát hiện anh dám uy hiếp bạn tôi thêm lần nào nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Vân Uyển, chúng ta đi thôi, không cần bận tâm đến loại rác rưởi này. Cậu cũng không cần phải sợ anh ta làm gì, cũng chỉ là một tên cảnh ngục mà thôi, anh ta có thể làm gì cậu được chứ? Sau khi đã nói xong, Kiều Thu Mộng không chờ giải thích, trực tiếp kéo tay Lý Vân Uyển đi. Lý Vân Uyển trước khi rời đi, còn không quên quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý. Tề Đẳng Nhàn dù tâm tình đủ vững, nhưng giờ phút này, cũng không khỏi có chút nổi giận. Quả nhiên, mẹ Trương Vô Kỵ nói không sai mà, nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng lừa người. Tề Đẳng Nhàn khẽ nhún vai, sau đó chợt nghe thấy tiếng có khách tới biệt thự Kiều gia. Người tới khuôn có mặt rất giống với Kiều Quốc Đào, trên mặt còn mang vẻ tức giận. Kiều Quốc Đào, chú quản giáo con gái không tốt, để nó cả ngày đi ra ngoài gây chuyện, biết chuyện này khiến tập đoàn chúng ta gặp bao nhiêu phiền phức không? Người đàn ông kia tức giận quát lớn nói. Anh cả, có chuyện gì từ từ nói, đừng vừa đến đã tức giận như vậy, anh không nói, em cũng không biết sao chuyện lại như vậy nữa. Kiều Quốc Đào bất đắc dĩ nhún vai, nói. Vẻ mặt Kiều Quốc Đống hung ác, lạnh lùng nói con gái chú ngày hôm qua đi theo vô tổng của thương hội Hắc Long để bàn việc, kết quả uống say,
mượn rượu làm càn, dùng một cái chai đập vỡ đầu Vu Tổng. Bây giờ, Vu Tổng đem chuyện này tuyên dương khắp nơi, hơn nữa, Ngân hàng Trung Hải còn có mối quan hệ hợp tác tốt với Thương hội Hắc Long, cũng vì chuyện này mà quyết định không cho chúng ta vay nữa. 2.000 vạn tiền nợ kia không lấy lại thì thôi đi, giờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ muốn công ty làm sao hoạt động đây? Với tài đức đó của con bé, còn có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn Kiều Thị được nữa không đây? Kiều Thu Mông nghe được những lời này của bác cả Kiều Quốc Đống xong, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên trắng bệch, thực sự, hôm qua trong lúc mơ hồ cô đã dùng một cái chai đập vào đầu Vu Khải Hà, không ngờ lại để lại một mối tai họa tiềm ẩn to lớn thế này. Vu Khải Hà vẫn có chút địa vị ở Thương hội Hắc Long, chỉ vì chuyện lần này, hắn lập tức khiến hoạt động của cả tập đoàn Kiều Thị trở nên khó khăn. Kiều Thu Mộng không ngờ rằng chỉ vì bản thân đánh Vu Khải Hà một cái lại có thể gây ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy, ngay cả bác cả cũng trực tiếp tới nhà chất vấn. Con gái Kiều Quốc Đống, Kiều Thanh Vũ vẻ mặt khinh thường, nói Kiều Thu Mộng nếu đã không có năng lực như vậy thì mau cút khỏi vị trí tổng giám đốc ấy đi. Bàng Tú Vân không khỏi sốt ruột, tức giận nói ai nói Kiều Thu Mộng không có năng lực chứ. Sự tình ngày hôm qua thì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta đương nhiên sẽ giải quyết, sẽ không để liên lụy đến công ty. Kiều Thu Mộng mím môi gật đầu, không nói gì cả, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn vẻ kiên định. Có năng lực, bây giờ Vu Khải Hà đang phát điên lên kia kìa, cả cái Thương hội Hắc Long kia đều đang nhắm vào tập đoàn Kiều Thị chúng ta, khoản vay ngân hàng thì không thể giải ngân được. Gì trái lại còn để cô ta đi giải quyết. Kiều Thanh Vũ giễu cợt nói. Với lại, cháu còn nghe nói, chú còn từ chối mối hôn sự với bất động sản Trương Thị, rồi gả Kiều Thu Mông cho một tên cảnh mục không tài cán gì à? Ha ha ha, chú đây là vì không có con trai, cho nên mới đi tuyển con rể sao? Bàng Tú Vân vẻ mặt ai oán liếc Kiều Quốc Đào một cái, nếu ông không khăng khăng làm theo ý mình như vậy. Thì cái nhà này sẽ đâu có bị người ta chê cười như thế này chứ. Kiều Quốc Đống không kiên nhẫn khoát tay, nói 3 ngày, tôi cho các người 3 ngày để xử lý hết mọi việc. Trong vòng 3 ngày, nếu Kiều Thu Mộng không thể nhận được sự tha thứ từ Thương hội Hắc Long, lấy lại được tiền nợ và giải quyết bên phía ngân hàng, vậy thì con gái tôi Kiều Thanh Vũ sẽ tới thay thế vị trí của con bé. Nếu đã làm sai, nhất định phải chịu phạt. Kiều Thu Mộng đắc tội với Vu Khải Hà là một chuyện, lại còn khiến phía Kiều Quốc Đống mượn cơ hội để gây khó dễ. Kiều Thu Mộng hít một hơi thật sâu, nghĩ tới lời hứa trước đó của Trương Thiệu Kiệt, khẽ gật đầu, nói cháu sẽ giải quyết hạ. Kiều Thanh Vũ nhìn không được mỉa mai nói cô giải quyết hả? Cô định làm sao giải quyết đây? Nếu cô gả cho Trương Thiếu của bất động sản Trương Thị thì cũng được đi, nhưng cô đây lại gả cho một tên cảnh ngục nhỏ bé. Chẳng lẽ cô định bảo chồng mình bỏ tù hết đám người của Thương hội Hắc Long à? Ha ha ha, thật là làm trò hề cho thiên hạ mà. Theo tôi thấy, chẳng bằng cô từ chức sớm một chút để người có tài có đức lên thay có vẻ tốt hơn đấy. Sắc mặt Kiều Thu Mộng đen lại, lạnh lùng nói tôi giải quyết như thế nào cũng không liên quan đến cô, trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Kiều Thanh Vũ lạnh lùng nói vậy thì tôi sẽ chờ. Nếu không giải quyết được, để tôi xem các người làm sao ăn nói với bố tôi. Vừa nói dứt câu, Kiều Thanh Vũ lập tức quay đầu bắt đầu đánh giá Tề Đằng Nhàn, vẻ mặt vừa khinh thường vừa miệt thị. Một tên cảnh ngục không quyền không thế, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, thật không biết Kiều Quốc Đào vừa ý hắn ở chỗ nào. Xử lý một tên chủ quản nhỏ dưới trướng Triệu Cá Trạch, không mất đến 3 ngày. Tề Đằng Nhàn thần sắc hờ hững nói. Triệu Cá Trạch. Mọi người sau khi nghe vậy, không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Quản cái miệng thối của anh cho tốt vào cho tôi. Cút đi, nơi này không chào đón anh. Anh muốn phát điên kiểu gì thì phát, đừng có mà liên lụy đến Thu Mộng nhà tôi. Bàng Tú Vân giận tím mặt, chỉ vào mũi Tề Đằng Nhàn mắng lớn. Tề Đằng Nhàn cười nhạt, cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi. Việc xảy ra ngày hôm nay vốn đã khiến hắn khó chịu. Làm gì có chuyện còn tiếp tục ở đây làm mặt lạnh nữa chứ? Kiều Quốc Đào nhíu mày, ông cũng vì chuyện ngày hôm nay phiền muộn không thôi, nên cũng không giữ Tề Đằng Nhàn lại. Quốc Đào, vị con rể này của chú có chút khó coi nha. Nếu trước đó khi hắn mà chưa bước vào Kiều gia chúng ta rồi ăn nói lung tung như vậy, thì anh đã không quản hắn rồi.
nhưng bây giờ hắn là chồng của Kiều Thu Mộng, vậy thì phải quản miệng cho tốt vào, nếu những lời này bị người khác nghe được, rồi đến tai hội trưởng Triệu thì chú biết hậu quả thế nào rồi chứ. Kiều Quốc Đống nhìn chằm chằm Kiều Quốc Đào với vẻ nghiêm nghị, nghiến răng nói từng câu từng chữ. Kiều Thu Mộng tức giận, cái tên Tề Đằng Nhàn này, bản lĩnh không có thì thôi đi, vậy mà miệng lại còn vừa lớn vừa thối như vậy, bản thân sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết mất thôi. Trong mắt Lý Vân Uyển không khỏi hiện lên một tia kỳ lạ, Tề Đằng Nhàn này, bản lĩnh lại còn lớn vậy à? Sớm biết thế này đã không nghe lời ba. Tề Đằng Nhàn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cơm chưa ăn đã bị Bàng Tú Vân đuổi khỏi Kiều gia, chỉ có thể tùy tiện mua chút đồ ở bên đường. Hắn cầm đồ ăn trong tay, không nhanh không chậm, từ từ đi vào Sơn Trang Vân Đỉnh. Vừa bước vào Sơn Trang Vân Đỉnh, Tề Đằng Nhàn không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn thấy chiếc xe Jeep của Ngọc Tiểu Long. Chẳng qua, Ngọc Tiểu Long không ở bên cạnh xe, mà là trợ lý của cô, Long Á Nam. Sau khi nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, Long Á Nam không khỏi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ hôm đó Ngọc Tiểu Long thật sự không có hoa mắt, Tề Đằng Nhàn thật sự đã lái xe từ Vân Đỉnh Thiên Cung xuống. Nhưng cô lại thấy Tề Đằng Nhàn cầm trên tay một túi đồ ăn, trên mặt hiện lên một nụ cười đã hiểu, mang theo một chút khinh miệt. Sơn Trang Vân Đỉnh này, không phải nơi mà người bình thường có thể ở, đã có khả năng mua được nhà ở đây, không phải tỷ phú thì cũng là đại gia trong tay nắm nhiều quyền lực. Long Á Nam đi về phía Tề Đằng Nhàn, vừa đi vừa thản nhiên nói. Tề Đằng Nhàn liếc cô ta một cái, căn bản lười không muốn tranh cãi. Long Á Nam tiếp tục nói dựa vào cố gắng của bản thân anh, chỉ sợ cả đời này cũng không chiếm được một cơ hội ở trong Sơn Trang Vân Đỉnh này. Tiểu thư đã cho anh cơ hội rồi, anh nên biết trân trọng, thay vì nghĩ đến việc rình rập như này thì không có nghĩa lý gì đâu. Cũng không cần phải xấu hổ gì đâu. Giao đồ ăn không phải việc gì mất mặt cả, ít nhất anh cũng tự mình nuôi sống bản thân. Điều này chứng tỏ rằng, anh chính là một người biết vươn lên. Nếu anh không tiện mở miệng xin tiểu thư giúp đỡ, có thể tìm tôi hỗ trợ cũng được, tôi rất sẵn lòng làm giúp tiểu thư. Tề Đằng Nhàn chỉ thấy chủ tớ hai người này đều có thói xấu như nhau, đều là một dạng ra vẻ bề trên, mỗi một câu nói với hắn đều giống như đang bố thí cho hắn vậy. Cảm phiền cút xa một chút, đừng làm chậm trễ tôi về nhà nghỉ ngơi. Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói, rồi trực tiếp rời đi. Về nhà. Long Á Nam nghe thấy vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có tiền đồ không nói, lại còn là một nam nhân lòng đầy hư vinh nữa chứ, hắn thực sự cho rằng mình đang sống ở Sơn Trang Vân Đỉnh này sao? Trong khi hắn chỉ đến đây để giao đồ ăn thôi. Kia là Tề Đằng Nhàn sao? Ngọc Tiểu Long từ phía sau xuất hiện, nhíu mày nhìn tấm lưng kia, thản nhiên hỏi. Đến giao đồ ăn ạ, Long Á Nam ảm đạm cười, nói. À, Ngọc Tiểu Long gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tính khi nam nhân này cũng thật có chút bướng bỉnh, thà tự mình đi giao đồ ăn, cũng không mở miệng xin cô giúp đỡ. Có điều, bây giờ điều này không còn quan trọng nữa, hai người đã thành người lạ rồi. Hắn có như thế nào đi nữa cũng không có nửa xu liên quan đến Ngọc Tiểu Long cô. Tề Đằng Nhàn thong thả quay về biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung, mở túi đồ ăn ra, vừa ăn, vừa lấy từ trong hành lý ra lượng lớn thư của các tù nhân đã nhét vào trước khi hắn rời đi. Những kẻ thích vuốt mông ngựa và những kẻ có quan hệ không tốt, hẳn lập tức lọc ra. Ai ra, đi sai bước nhầm, cứ như vậy mà làm lỡ cả đời. Lão già này, va vào cái gì không va? Lại cứ phải va vào súng ống đạn dược. Thật sự là mất trí mà. Tề Đằng Nhàn lắc đầu cầm một phong thư ủy thác, sau một lát, khẽ lắc đầu cùng với vẻ tiếc nuối. Sau khi ăn được khoảng 30% suất ăn, lập tức nhận được điện thoại của Vương Vạn Kim. Nhị đương gia, thị trưởng Hoàng cảm thấy vô cùng áy náy vì sự việc lần trước, nên đã cùng với Tôn Thanh Huyền Tiên Sinh tổ chức một bữa tiệc xin lỗi, cảm phiền ngài cho tôi chút mặt mũi được không? Vương Vạn Kim cười nói. Tề Đằng Nhàn vốn còn định từ chối, nhưng vì Vương Vạn Kim đã nói hết lời nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đồng ý, bỏ dở bữa đi thẳng tới bữa tiệc. Địa điểm tổ chức buổi tiệc ở tại khách sạn Thiên Địa tôn quý nhất Trung Hải. Hoàng Văn Lãng cảm thấy nếu không làm như vậy thì có vẻ như mình hơi thiếu tôn trọng. Lần trước chỉ vì xem thường Tề Đằng Nhàn mà suýt chút tặng không cái mạng nhỏ này rồi. Đối với người thanh niên lai lịch thần bí nhưng bản lĩnh đáng gờm này,
Hoàng Văn Lãng hắn không dám mảy may coi thường. Thị trưởng Hoàng, ông cũng dùng bữa ở chỗ này sao? Nhìn thấy đám người Hoàng Văn Lãng đang đứng ở cửa, Trương Thiệu Kiệt và gia đình Kiều Thu Mộng khi vừa mới đến khách sạn đã không khỏi sửng sốt. Trương Thiệu Kiệt ngay lập tức chạy đến chào hỏi Hoàng Văn Lãng, nhưng Hoàng Văn Lãng lại không nhận ra hắn ta mà chỉ nhíu mày. Trương Thiệu Kiệt nói thị trưởng Hoàng, tôi chính là cậu chủ tập đoàn Trương Thị đây, lần trước tôi còn cùng với ông uống rượu đấy. Hoàng Văn Lãng cũng chỉ chào hỏi một cách qua loa, vẻ mặt còn có chút không kiên nhẫn. Trương Thiệu Kiệt cũng không dám nói nhiều nữa, gọi gia đình Kiều Thu Mộng nhanh chóng đi vào khách sạn. Trương Thiếu, không ngờ cháu và thị trưởng Hoàng còn có quan hệ như vậy nữa đấy. Bàng Tú Vân vừa thấy Trương Thiệu Kiệt và Hoàng Văn Lãng trò chuyện với nhau, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Ha ha, đều là nhờ phúc của cha cháu hết ạ, cũng không thể coi là có gì đó được. Trương Thiệu Kiệt phất tay, không quan tâm nói. Thái độ này của Trương Thiệu Kiệt khiến Bàng Tú Vân càng thêm tán thưởng, càng thêm quả quyết cho rằng Kiều Quốc Đào đã chọn sai người. Lý Vân Uyển thấp giọng nói thị trưởng Hoàng ở nơi này chắc là đang chờ vị khách quý nào đó, chỉ sợ là lãnh đạo lớn ở tỉnh xuống. Trương Thiệu Kiệt cũng cảm thấy như vậy, nếu không thì thị trưởng Hoàng cũng sẽ không thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn như vậy với hắn ta. Nếu có thể trở thành người có thể khiến thị trưởng Hoàng phải đứng ở cửa chính khách sạn chờ tiếp đón như vậy, thì phải tuyệt thế nào chứ? Kiều Thu Mộng nhìn không được thầm nghĩ, trong lòng có chút khát khao. Vậy thì cần phải có thời gian, một ngày nào đó, mình nhất định sẽ trở thành một người trói lọi như Ngọc Tiểu Long. Một nhóm người bước vào khách sạn Thiên Địa tiến vào phòng bao đã được đặt trước. Đúng lúc này, Tề Đẳng Nhàn mới thong dong đến muộn, vẻ mặt hắn lười biếng bình tĩnh nói thật ngại quá, đến muộn rồi. Tề Đại Sư khách khí quá rồi, không sao hết, cậu có thể đến đây tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi. Hoàng Văn Lãng vô cùng khách khí đối với vị cứu tinh của mình. Cung kính nói. Một vài người đang âm thầm quan sát đã không khỏi kinh ngạc, vị thanh niên kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà có thể khiến thị trưởng Hoàng chờ lâu như vậy chứ? Hơn nữa, dù biết rõ rằng thị trưởng Hoàng đang chờ hắn, vậy mà lại còn dám đùa giỡn thong dong đến muộn như vậy. Tề Đẳng Nhàn trước nay làm việc đều tùy theo ý mình, hơn nữa hắn còn vô cùng lười biếng, có thể đến đây lúc này cũng xem như đã cực kỳ nể mặt Hoàng Văn Lãng rồi. Tề Đại Sư, cậu nghĩ thế nào về chuyện tôi nói lần trước? Tiểu lão đầu Tôn Thanh Huyền đột nhiên nịnh nọt Tề Đẳng Nhàn, hy vọng có thể học được chút gì đó từ trên người hắn. Lão Tôn nổi tiếng khắp Hoa Quốc này chính là nhờ vào bản lĩnh của mình, nhưng ông cũng là một tên ngốc, chỉ vì có thể khiến bản thân nâng cao tay nghề y thuật, cho dù có phải quỳ xuống cúi lại Tề Đẳng Nhàn, ông cũng không chút cao có. Tề Đẳng Nhàn hời hợt một câu nói sau đi. Rồi trực tiếp đối qua loa lấy lệ nói với Tôn Thanh Huyền. Trên bàn rượu, Vương Vạn Kim là người trung gian đóng vai trò làm nóng bầu không khí, hai người Hoàng Văn Lãng và Tôn Thanh Huyền thì không ngừng kính rượu hắn, thể hiện sự tôn trọng với hắn. Qua ba lần kính rượu, cửa lớn phòng bao mở ra, một người đàn ông dáng người có chút mập mạp bước vào. Sao Chủ tịch Tôn lại đến đây vậy? Hoàng Văn Lãng nhìn về phía Chủ tịch Ngân hàng Trung Hải. Tôn Hưng Chương không khỏi cau mày hỏi. Tôn Hưng Chương cũng xuất phát từ một nhân viên nghiệp vụ nhỏ nhoi ở ngân hàng mà đi lên, chính vì vậy khả năng tùy mặt gửi lời chính thuộc hàng bậc nhất, nhìn vị trí trung tâm không phải Hoàng Văn Lãng hay Vương Vạn Kim ngồi, mà lại là một cậu thanh niên xa lạ thì trong lòng không khỏi xúc động. Đúng lúc tôi và Chủ tịch Bất Động Sản Trương Thị, Trương Hạo tới đây bàn chuyện tiền bạc, hay tin ngài thị trưởng cũng ở chỗ này, cho nên đặc biệt tới đây kính rượu. Tôn Hưng Chương cười híp mắt nói, nhưng lại từ khóe mắt lặng lẽ đánh giá Tề Đẳng Nhàn, không biết người thanh niên này có lai lịch thế nào mà có thể khiến thị trưởng Hoàng coi trọng như vậy. Hoàng Văn Lãng cau mày nói công ty bất động sản của Trương Hạo xảy ra vấn đề lớn, thâm hụt vốn quá lớn, cho dù anh có cho vay thì đoán chừng cũng không phục hồi được như trước. Tôn Hưng Chương lập tức nịnh nọt nói thị trưởng Hoàng thực sự là hỏa nhãn kim tinh, liếc một cái cũng có thể lập tức nhìn ra vấn đề. Tất nhiên tôi sẽ không cho tập đoàn Trương Thị vay rồi, bất động sản của bọn họ cùng lúc thâm hụt quá lớn, cho dù là 2 tỷ cũng không thể bù đắp được. Tề Đẳng Nhàn lắng tai nghe, vẻ mặt bình tĩnh, xem ra, Trương Thiếu, Trương Thiệu Kiệt, không thể làm gì trong khoảng thời gian dài rồi. Tôn Hưng Trương đi một vòng kính rượu, sau đó kính rượu Tề Đẳng Nhàn, cười nâng chén lên, ngay ngắn nhàn nhã nói vị tiểu ca này, tôi xin kính cậu một ly.
Tề Đẳng Nhàn tùy tiện nhấp môi, Tôn Hưng Trường uống một hơi cạn sạch, cũng không cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không nể mặt mình. Có thể khiến thị trưởng Hoàng đứng ở cửa tiếp đón, hơn nữa còn ngồi ở vị trí trung tâm, có thể hình dung người này đẳng cấp khó lường như thế nào. Sau khi kính rượu xong, Tôn Hưng Trường lập tức cẩn thận rời phòng, đối với ông ta mà nói, chỉ cần có thể thể hiện trước mặt các lãnh đạo, hơn nữa còn có thể kính rượu với khách quý của lãnh đạo, như vậy là quá đủ rồi. Tề Đẳng Nhàn thấy Hoàng Văn Lãng như đang có việc muốn nhờ, liền mở miệng nói thị trưởng Hoàng có việc gì muốn nhờ tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Hoàng Văn Lãng thấy tâm tư đã bị lộ, cũng không xấu hổ, chung quy ông cũng là một người lão làng trong giới chính trường này, vì vậy lập tức tiếp tục đề tài con gái tôi đã bị bệnh nhiều năm, ngay cả Tôn tiên sinh đây cũng không cách nào chữa khỏi, cho nên tôi muốn mời Tề đại sư đến thử một lần. Tôn tiên sinh đến điều trị cũng không khỏi sao? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt liếc nhìn Tôn Thanh Huyền. Tề đại sư, là tâm bệnh, cô gái Hoàng Tình Ca này, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, kéo rèm cửa, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh sẽ càng ngày càng nặng thêm. Tôn Thanh Huyền thở dài, nói. Đã là tâm bệnh thì nhất định sẽ có nguyên nhân, Tề Đẳng Nhàn nói. Hoàng Văn Lãng do dự một lát, thở dài nói có một lần, con bé và mẹ nó cãi nhau, sau đó bỏ nhà đi. Không ngờ, vợ tôi lại đột nhiên đổ bệnh, cho đến khi bà ấy mất vẫn chưa một lần được gặp lại con gái. Chính vì thế đã để lại tâm bệnh cho con bé, nó vẫn luôn tự trách và cảm thấy có lỗi. Tề Đẳng Nhàn có chút đăm chiêu gật đầu, hờ hững nói khi nào có cơ hội tôi sẽ ghé qua xem thử. Nghe được lời này của Tề Đẳng Nhàn, Hoàng Văn Lãng hoàn toàn yên tâm. Tề Đẳng Nhàn cũng không phải là kiểu người thích xã giao, rượu thịt no nê rồi thì trực tiếp rời đi. Hoàng Văn Lãng cũng không giữ hắn lại làm gì, lập tức cùng Tôn Thanh Huyền đứng dậy tiễn khách. Nhìn thấy Hoàng Văn Lãng, Vương Văn Kim và Tôn Thanh Huyền, ba vị đại lão cấp cao đang đưa tiễn một vị thanh niên trẻ tuổi ra ngoài, ai nhìn thấy đều sững sờ. Lý Vân Huyền đúng lúc đang ở bên ngoài nghe điện thoại, nhìn thấy một màn đó, điện thoại trên tay suýt chút rơi xuống đất. Cái này, làm sao có thể? Thị trường Hoàng vừa nãy ở bên ngoài đón khách, chẳng lẽ là hắn? Hắn chỉ là một cảnh ngục thôi mà, có tài cán gì mà có thể khiến thị trường Hoàng đích thân tiếp đón, còn đích thân đưa tiễn vậy chứ? Trong lòng Lý Vân Huyền chấn động bao nhiêu khỏi nói cũng biết. Cô quay về phòng, muốn nói tin tức động trời này cho Kiều Thu Mộng biết, vừa bước vào đã nghe thấy Trương Thiệu Kiệt đang cười nói bất động sản Trương Thị bọn anh vừa quyết định sẽ tăng vốn và mở rộng cổ phần. Mộng Mộng, bọn em có muốn suy nghĩ chút về chuyện này không? Những lời này của Trương Thiệu Kiệt lập tức khiến mọi người ngạc nhiên. Tập đoàn bất động sản Trương Thị chính là xí nghiệp chất lượng cao ở thành phố Trung Hải này, và cũng là một trong những xí nghiệp đứng đầu trong số các xí nghiệp. Trước đó thì khó tìm, nhưng bây giờ lại muốn tăng vốn và mở rộng cổ phần sao? Trương Thiếu, anh đang nói giỡn với chúng tôi sao? Tự nhiên lại muốn tăng vốn và mở rộng cổ phần, chẳng lẽ công ty các người thiếu vốn sao? Lý Vân Uyển trực tiếp vứt chuyện của Tề Đẳng Nhàn lên 9 tầng mây, đứng tại chỗ hỏi. Trương Thiệu Kiệt ảm đạm cười, nói dĩ nhiên không phải rồi, chẳng qua công ty bọn anh chuẩn bị đưa ra thị trường mà thôi. Mọi người đây đều biết rõ mà, tập đoàn Trương Thị bọn cháu là một xí nghiệp rất có năng lực cạnh tranh, cũng là một xí nghiệp uy tín lâu năm, rất nhiều bất động sản ở thành phố Trung Hải này đều do chúng cháu làm nên. Việc tăng vốn và mở rộng cổ phần lúc này quả thực rất khó hiểu. Đây chính là phúc lợi dành cho công nhân viên nội bộ, để bọn họ sớm đặt mua cổ phần công ty, sau khi đưa ra thị trường, chia hoa hồng mới tốt. Nếu không phải quan hệ của chúng ta cũng không tồi, hơn nữa Mộng Mộng cũng đang ở đây, cháu cũng sẽ không nói với mọi người chuyện này làm gì. Đám người Kiều Gia và Lý Vân Uyển không khỏi kinh ngạc, rồi phấn khích hẳn lên. Nếu có thể đặt mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trương Thị, rồi đợi sau khi tập đoàn Trương Thị đưa ra thị trường, nhất định có thể thu được lợi nhuận lớn. Dù sao, đây cũng chính là phúc lợi mà tập đoàn Trương Thị dự định dành cho công nhân viên nội bộ, thế nhưng Trương Thiệu Kiệt lại báo tin này cho bọn họ biết, đây chính là đã xem bọn họ như người một nhà rồi. Trương Thiếu, tính cho em một suất đi, em bỏ 1.000 vạn đặt mua một phần cổ phần công ty. Nhưng mà, xem xét mối quan hệ của chúng ta, có thể cấp cho em nhiều chút được không? Lý Vân Uyển cười nói. Nói hay lắm. Em và Mộng Mộng là bạn thân, anh sẽ nể mặt em.
anh sẽ cho em thêm 10% theo tỷ lệ, được không bạn thân? Trương Thiệu Kiệt hảo sảng nói. Kiều Thu Mộng trầm ngâm một lát, cũng nói Trương Thiếu, em đồng ý bỏ 2.000 vạn tiền vốn đặt mua cổ phần công ty. Trương Thiếu Kiệt cười ha ha nói được, Mộng Mộng anh sẽ cho em thêm 15% cổ phần em đã đặt mua. Bàng Tú Vân vui vẻ nói Trương Thiếu đại khí thật lớn. Kiều Quốc Đào là người từng trải cũng không mảy may nghi ngờ hắn ta, dù sao, ông cũng biết rõ rằng Trương Thiệu Kiệt cũng vì Kiều Thu Mộng mà tới. Không có miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả, Trương Thiệu Kiệt muốn theo đuổi Kiều Thu Mộng, đưa ra lợi ích này cũng có vẻ hợp lý. Trong tay Kiều Thu Mộng bây giờ cũng không có nhiều tiền, 2.000 vạn chính là giới hạn tối đa rồi, cần phải có sự giúp đỡ của Bàng Tú Vân và Kiều Quốc Đào nữa. Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội, sau khi có được một phần cổ phần của công ty tập đoàn Trương Thị, rồi sau khi bọn họ đã đưa ra thị trường, hàng năm đều có thể thu về một khoản tiền chia hoa hồng lớn. Trương Thiếu thực sự tài đại khí thô mà, em kính anh một ly. Kiều Thu Mộng nâng chén rượu lên, hướng Trương Thiệu Kiệt nói. Quá khách khí rồi, chỉ cần Mộng Mộng gọi anh là Thiệu Kiệt hoặc A Kiệt là được. Trương Thiệu Kiệt mỉm cười nói. Bàng Tú Vân lập tức nhéo Kiều Thu Mộng một cái, nói đúng vậy, Trương Thiếu đối tốt với con như vậy, cũng không nên quá xa lạ. Kiều Thu Mộng lập tức khẽ nói vậy từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh Trương. Trương Thiệu Kiệt vui sướng gật đầu, đây chính là một bước ngoặt lớn, có bước này rồi thì còn sợ gì những bước tiếp sau nữa chứ. Ăn tối xong, Trương Thiệu Kiệt cho người đưa đám người Kiều Thu Mộng trở về nhà. Kiều Quốc Đào bắt tay Trương Thiệu Kiệt, nói Trương Thiếu, khoảng thời gian này Thu Mộng thật sự rất khó khăn, cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé như vậy. Chú Kiều quá khách khí rồi ạ, đây là việc cháu nên làm mà. Trương Thiệu Kiệt hào sảng nói. Kiều Quốc Đào ở trên xe gọi điện cho Tề Đẳng Nhàn, kêu hắn đến Kiều gia một chuyến, nói rằng có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Tề Đẳng Nhàn rất kính trọng Kiều Quốc Đào, vì vậy đã đến Kiều gia trước để chờ. Đẳng Nhàn à, chú có một tin tốt, hẳn là sẽ giúp cháu kiếm được chút tiền. Kiều Quốc Đào mỉm cười nói. Cảm ơn chú Kiều, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, thực ra hắn đối với vấn đề tiền nong không mấy hứng thú. Đám đầu sỏ trong ngục giam hở một tí là hối lộ hắn hàng triệu đô. Kiều Quốc Đào nói trong tay cháu có bao nhiêu tiền cứ chuẩn bị hết ra đi, nếu không đủ, chú sẽ giúp cháu. Tề Đẳng Nhàn cười nói chú Kiều, không biết chú kinh doanh cái gì mà lại chắc chắn vậy ạ? Ừ, bất động sản Trương Thị nhà Trương Thiệu Kiệt chuẩn bị đưa ra thị trường, nhưng tin tức này vẫn chưa được tiết lộ và chỉ dành cho công nhân viên nội bộ, để cho họ chút phúc lợi mà sẵn sàng tăng vốn và mở rộng cổ phần. Hôm nay Trương Thiệu Kiệt đã nói cho bọn chú tin tức này, tập đoàn bất động sản Trương Thị là một xí nghiệp chất lượng cao, nắm giữ được cổ phần công ty họ, rồi tạo ra một lợi nhuận ổn định cũng là một chuyện tốt. Kiều Quốc Đào nói với Tề Đẳng Nhàn. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn không khỏi khẽ giật, hôm nay hắn vừa nghe Hoàng Văn Lãng nói tập đoàn Trương Thị trong lĩnh vực bất động sản đang thâm hụt nghiêm trọng, ngay cả chủ tịch ngân hàng Trung Hải cũng không sẵn lòng cho bọn họ vay. Lúc này, chẳng biết tại sao lại thành đưa ra thị trường. Tập đoàn bất động sản Trương Thị, chủ tịch có phải tên là Trương Hạo không ạ? Tề Đăng Nhàn hỏi. Không ngờ anh mà cũng nghe qua cái tên này rồi, chính là cha của Trương Thiếu, Trương Hạo tiên sinh đấy. Lý Vân Huyền đi theo Kiều Thu Mộng trở về từ phía sau mở miệng nói một câu kỳ quái. Tề Đăng Nhàn bình tĩnh nói nếu nói như vậy, tốt nhất đừng nên mua cổ phần của bọn họ. Bên trong tập đoàn Trương Thị đã thâm hụt nghiêm trọng còn có thể phá sản bất cứ lúc nào, bọn họ đối nội đối ngoại tặng vốn và mở rộng cổ phần, cháu đoán bọn họ là đang kiếm tiền, chuẩn bị cuỗm tiền chạy trốn. Cái gì? Nghe vậy ai ai cũng đều trợn tròn mắt. Kiều Thu Mộng thấp giọng nói Tề Đẳng Nhàn, anh không có bản lĩnh cũng đừng thấy người khác cũng như mình, Trương Thiếu là có ý tốt giúp chúng ta. Bàng Tú Vân cũng nói đúng vậy, Trương Thiếu cũng đã nói rồi. Đây chính là phúc lợi dành cho nội bộ, bởi vì mối quan hệ của hắn và Thu Mộng nên mới sớm nói cho chúng ta biết. Tên khốn cậu cũng đừng không biết xấu hổ vậy chứ. Lý Vân Uyển lần đầu tiên im lặng như vậy, bất thường đến mức không nói một lời nào với Tề Đẳng Nhàn. Đẳng Nhàn, không được ghen tị. Nếu cháu không muốn bỏ tiền, chú sẽ giúp cháu bỏ 300 vạn, cũng coi như là của hồi môn Thu Mộng cưới cháu. Kiều Quốc Đào lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tề Đẳng Nhàn miễn cưỡng cười nói không phải, chú Kiều, chú phải tin cháu.
Cháu hôm nay đã cùng ăn cơm với đám người Hoàng Văn Lãng, chính miệng họ đã nói ra. Bàng Tú Vân lập tức giễu cợt, nói cái rắm. Hôm nay thị trưởng Hoàng đã đích thân đến khách sạn Thiên Địa tiếp đón khách quý, nhất định bên trong chính là lãnh đạo lớn từ trên tỉnh xuống. Anh sao không thử lấy nước tiểu soi lại mình xem, một tên cảnh ngục nhỏ bé, vẫn không biết là tên cảnh ngục ở cái nhà tù thối nát trong cái xó xỉnh nào nữa, vậy mà cũng có tư cách khiến thị trưởng Hoàng đứng ở của tiếp đón sao. Lần sau có muốn mạnh miệng cũng xin để ý tiểu tiết một chút, đỡ phải phong đại thiểm liễu thiệt đầu. Vẻ mặt Kiều Thu Mộng không vui, thấp giọng nói Tề Đẳng Nhàn, không nhìn được người khác tốt thì thôi, xin anh sau này đừng nói những lời nhạo báng như thế nữa, cũng đừng chửi rủa Trương Thiếu. Tề Đẳng Nhàn bất lực giang tay, thế này cũng không còn cách nào giải thích được nữa. Kiều Quốc Đào đập bàn nói cứ như vậy đi, chú giúp cháu bỏ 300 vạn mua cổ phần công ty, cháu tốt nhất cứ giữ nó trong tương lai đi, cũng đừng dễ dàng mà bán đi. Tề Đẳng Nhàn đành phải nói cảm ơn chú Kiều. Kiều Quốc Đào nhìn hắn, lắc đầu, cảm thấy tâm tư Tề Đẳng Nhàn như vậy, có lẽ là vì từ nhỏ đã lớn lên trong ngục giam. Đợi vài năm nữa sống ở chốn đô thị này, hắn sẽ trở nên tốt hơn thôi. Lý Vân Uyển nhân lúc Tề Đẳng Nhàn ra ngoài, lập tức tạm biệt Kiều Thu Mộng, rồi đi theo hắn, cùng với vẻ mặt lạnh lùng vụt đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, chặn hắn lại. Có việc gì sao? Tề Đẳng Nhàn nhướng mi. Nếu Lý Vân Uyển không phải là bạn thân của Kiều Thu Mộng, Tề Đẳng Nhàn cũng đã lười biếng mà mặc kệ cô rồi. Sao anh biết được bên trong tập đoàn Trương Thị thiếu hụt nghiêm trọng, lần này tăng thu nhập cổ phần lên là chuẩn bị cuỗm tiền chạy trốn? Lý Vân Uyển đứng ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn ngăn đường đi của hắn lại, mở miệng dò hỏi. Trên mặt của Tề Đẳng Nhàn không có biểu tình gì, nói trước đó tôi đã giải thích qua một lần rồi, sẽ không nói thêm lần thứ hai. Tôi nghĩ rằng cô hẳn không phải là kẻ điếc đâu. Lời này khiến Lý Vân Uyển tức giận đến mức trợn trừng mắt, cái người này thật biết cách nói chuyện khiến người ta tức giận mà. Bình thường những người đàn ông đó nhìn thấy chính mình có ai không phải một bộ dáng nho nhã lịch thiệp hay ga lăng phải phép đâu. Tôi tin tưởng lý do thoái thác của anh, cho nên tôi quyết định sẽ thu hồi 1.000 vạn chuẩn bị dùng để mua cổ phần của tập đoàn Trương Thị kia. Lý Vân Uyển bỗng nhiên cười nói. Cô ta vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ nói ra lời gì để chế nhạo hắn chứ, không ngờ rằng lại tin tưởng hắn như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, nói tùy cô. Lý Vân Uyển lập tức nói anh nhẫn tâm nhìn Kiều gia hao tổn tiền tài vì một tập đoàn Trương Thị kia sao? Tề Đẳng Nhàn nói bọn họ không tin tôi, dù tôi nói gì đi nữa cũng vô dụng nhưng tôi lại rất tò mò muốn biết vì sao cô lại tin tưởng tôi như vậy. Tôi vẫn luôn quan sát anh, bao gồm cả việc di rời công lao của anh tới trên đầu Trương Thiệu Kiệt hôm nay cũng vậy. Thật ra tôi chỉ muốn nhìn xem biểu hiện của anh một chút xem anh có phải là một người đàn ông rộng lượng hay không thôi. Sau khi trải qua quan sát cẩn thận, tôi cảm thấy anh không phải loại người chỉ biết để ý tới lợi ích, cũng sẽ không vì muốn nổi bật mà mạnh miệng nói quá. Cho nên bọn họ không tin anh, nhưng tôi tin. Lý Vân Uyển đi tới bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Nở một nụ cười xinh đẹp rồi nói, đôi chân dài trắng nõn chuyển động có tiết tấu, tiếng giày cao gót lộc cộc trên mặt đất vang lên dễ nghe cực kỳ. Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày kinh ngạc. Lý Vân Uyển nhân cơ hội tới gần hắn cười nói ngài Tề Đẳng Nhàn, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật thiên chân vạn xác, không hề có nửa câu nói dối. Tôi tin tưởng anh mà anh, còn anh, vì cái gì lại không tin tưởng tôi đây? Biểu cảm trên mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt. Bọn họ không tin lời tôi, cô trở về khuyên nhủ bọn họ khiến bọn họ từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu không thật sự tới lúc tập đoàn Trương Thị cuống tiền bỏ trốn thì tôi cũng không làm gì được đâu. Lý Vân Uyển gật gật đầu nói tôi sẽ tìm cơ hội cẩn thận nói chuyện này với Mộng Mộng, anh cứ yên tâm đi. Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh uống ly trà. Lý Vân Uyển chuyển đề tài câu chuyện. Hửm. Tề Đẳng Nhàn không biết trong lòng người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì. Sợ là để hắn nghĩ cô ta đã nhượng bộ, sao lại muốn làm mình khó xử, để mình và Kiều Thu Mộng ly hôn chăng? Anh chỉ cần nói có hay không là được. Lý Vân Uyển lại đi gần thêm một chút, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bình thường chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với phụ nữ bao giờ, chỉ cảm thấy cánh tay giống như rơi vào đống bùn loãng vậy, mềm mại như bông. Vô cùng thoải mái.
nhưng hắn cũng không phải loại đàn ông bị sắc dục làm mờ tâm trí, lập tức rút cánh tay về, lạnh nhạt nói cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú. Khuôn mặt Lý Vân Uyển tức khắc sụt xuống, lần đầu tiên cô ta chủ động mời một người đàn ông hẹn hò, kết quả lại bị từ chối dứt khoát như vậy. Hừ, anh đúng thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lý Vân Uyển căm tức chút giận một tiếng. Tề Đẳng Nhàn im lặng vẫy vẫy tay, chuẩn bị đón xe. Lý Vân Uyển nói này, tốt xấu gì tôi cũng là bạn thân của Mộng Mộng, anh muốn cải thiện quan hệ tốt với cậu ấy thì trước tiên phải qua ải của tôi đã. Loại thái độ này khiến anh cảm thấy tôi sẽ giúp anh nói chuyện sao? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói cô ấy không thích tôi, cái này tôi biết rất rõ. Dưa hái xanh không ngọt, tôi kết hôn với cô ấy chỉ vì do bậc cha chú yêu cầu. Tôi cũng không có ý nghĩ không an phận gì với cô ấy, chỉ muốn yên lặng chăm sóc cô ấy cho đến khi đoạn duyên phận này kết thúc. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn cản một chiếc xe taxi lại, nói với người lái xe bác tài, phiền cho tôi đến Sơn Trang Vân Đỉnh. Lý Vân Uyển đang muốn đuổi theo hắn để hỏi một chút về sự tình ở khách sạn Thiên Địa hôm nay thình lình nghe được câu nói như thế, chợt sửng sốt. Sơn Trang Vân Đỉnh, trong lòng Lý Vân Uyển không khỏi chấn động. Sơn Trang Vân Đỉnh kia chính là khu nhà giàu đứng đầu ở thành phố Trung Hải, ở bên trong đó không phải người cực kỳ giàu có thì cũng chính là lão đại quyền khuynh một phương, thậm chí có rất nhiều biệt thự bỏ trống chỉ khi có tới kỳ nghỉ thì những đại lão đó mới có thể tới ở một thời gian. Cái tên Tề Đẳng Nhàn vậy mà ở nơi như Sơn Trang Vân Đỉnh này. Không phải thật đó chứ. Hắn chẳng qua chỉ là một tên giám ngục nhỏ mà thôi, sao có thể ở trong biệt thự của Sơn Trang Vân Đỉnh được. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tề Đẳng Nhàn đã leo lên xe taxi chạy mất. Lý Vân Uyển đứng ngây người tại chỗ một hồi lâu, lúc này mới kịp tỉnh táo lại, sau đó hơi mỉm cười nói nha, cậu đã nghe rõ rồi chứ Mộng Mộng. Người này không có hứng thú với cậu đâu. Hơn nữa, cậu cũng đâu có thích anh ta. Sau khi lầm bầm lầu bầu một phen, trên mặt Lý Vân Uyển không khỏi xẹt qua một nụ cười giảo hoạt. Khó trách những ông lớn có tiền đều thích tới thị trường đồ cổ nhặt của hời, hóa ra nhặt của hời lại là việc khiến người ta vui sướng như vậy. Trong lòng Lý Vân Uyển thầm nghĩ, vui vẻ bước từng bước đi về hướng xe của mình. Tề Đẳng Nhàn về tới biệt thự ở Vân Đỉnh Thiên Cung xong, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ nằm xuống. Không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Thông qua mắt theo dõi điện tử, hắn thấy có một người đang đứng ở bên ngoài, thế mà lại là Ngọc Tiểu Long. Người phụ nữ này có bệnh sao? Đuổi tới tận đây quấy rầy mình. Đầu Tề Đẳng Nhàn phình to ra, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn xách người phụ nữ này tới sân thể dục phơi 3 ngày. Ngọc Tiểu Long thấy hồi lâu không có ai đáp lại. Lúc này mới trầm giọng nói Vĩnh Dạ Quân Vương, Sở Vô Đạo tiên sinh. Tôi biết hiện tại ngài ở đây, cũng biết hiện giờ ngài cũng ở trong này. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hóa ra bà điên này không phải tới tìm mình mà là tên nhóc Sở Vô Đạo kia. Tôi là Ngọc Tiểu Long, trung tướng của Hắc Long Quân ở Hoa Quốc, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu. Hơn nữa tôi cũng biết thuộc hạ của khủng bố Chi Vương là Tứ Đại Thiên Vương do ngài ra tay giải quyết. Cho nên tôi muốn gặp mặt tiên sinh để nói lời cảm ơn. Ngọc Tiểu Long trịnh trọng nói. Tề Đẳng Nhàn lười để ý đến, trực tiếp che chắn chuông cửa và mắt theo dõi điện tử, về lại giường tiếp tục ngủ ngon. Ngọc Tiểu Long tiếp tục nói tôi biết sự việc lúc trước ngài gặp phải khiến người đời đau lòng nhưng tất cả đều đã qua. Hoa Quốc cần những nhân vật như tiên sinh ngài vậy, hy vọng tiên sinh có thể thận trọng suy xét. Tề Đẳng Nhàn lại đã yên ổn đi vào giấc ngủ. Hô hấp đều đều. Ngọc Tiểu Long lại đứng ở ngoài cửa thêm 5 phút thấy vẫn không có ai đáp lại thì không khỏi thở dài, thả xuống danh thiếp của mình ở ngoài cửa. Sở tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có thể được ngài liên hệ với tôi. Ngọc Tiểu Long nói. Nói xong lời này, cô xoay người rời khỏi, nhưng sự hưng phấn trên mặt lại khó có thể che giấu được. Cô vừa mới điều tra rõ ràng xem chủ nhân ngôi biệt thự này là ai. Không ngờ kết quả lại khiến cô kinh hãi. Khó trách đối phương có thể dễ dàng giải quyết thủ hạ đứng đầu của khủng bố Chi Vương như trở bàn tay. Không ngờ rằng người ở nơi này thế mà lại là vua thế giới ngầm ở Hoa Quốc chúng ta Vĩnh Dạ Quân Vương Sở Vô Đạo. Nếu có thể khiến hắn rời núi, như vậy có thể khiến sự nghiệp của ta càng thêm vĩ đại. Nhưng cô không biết căn biệt thự này đã đổi chủ,
người hiện tại ở bên trong lại chỉ là một giám ngục nho nhỏ đã từng bị cô khinh thường. Tiểu thư, tình huống sao rồi, có nhìn thấy Vĩnh Dạ Quân Vương không? Lúc Ngọc Tiểu Long trở về biệt thự, Long Á Nam với vẻ mặt hưng phấn dò hỏi. Một nhân vật như Vĩnh Dạ Quân Vương chính là thần tượng của cô nàng. Dù sao thì cả đời của hắn ta thật sự quá mức huyền thoại và oai hùng, đến mức khiến người khác phải mơ mộng. Ngọc Tiểu Long thất vọng lắc đầu nói chắc chắn là hắn có ở trong nhà, nhưng nhất định không muốn gặp tôi. Long Á Nam thở dài, nói chắc hẳn là bởi vì sự tình năm đó khiến lòng hắn áy náy vô cùng nên mới không muốn ra ngoài gặp ngài. Ngọc Tiểu Long nói chỉ mong hắn có thể sớm ngày dứt khỏi bóng tối, quốc gia cần những người như hắn vậy. Trên khuôn mặt của Long Á Nam hiện rõ vẻ tán thành, nhưng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc vì Ngọc Tiểu Long không thể gặp được Sở Vô Đạo. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau Tề Đảng Nhàn đã nhận được điện thoại của Lý Vân Huyền, ngài Tề, Mộng Mộng tới Thương hội Hắc Long tìm Vu Khải Hà giải quyết vấn đề rồi, anh có muốn để ý một chút hay không? Tề Đảng Nhàn vừa nghe vậy thì lập tức ngắt điện thoại, trực tiếp đi đến Thương hội Hắc Long. Lý Vân Huyền sững sờ ở đầu bên kia cầm di động mắng có ý gì đây, làm gì mà cúp điện thoại nhanh như vậy. Lúc này Kiều Thu Mộng đã tới bên ngoài tổng bộ Thương hội Hắc Long, cũng đã gặp được Vu Khải Hà từng hẹn trước qua điện thoại. Kiều Tổng thật đúng giờ nha, vừa nhìn thấy Kiều Thu Mộng, Vu Khải Hà đã nở một nụ cười mang đầy vẻ nghiền ngẫm. Trên mặt hắn còn chút thương tích, tất cả đều do Tề Đảng Nhàn lưu lại chỉ thấy Kiều Thu Mộng tới một mình. Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Hắn đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần Tề Đảng Nhàn dám xuất hiện, hắn ra lệnh một tiếng có thể khiến thằng nhãi này bị loạn đao chém chết. Kiều Thu Mộng vội vàng xin lỗi, Phu Tổng, chuyện lần trước thật sự rất xin lỗi, mọi người chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển tới mức này, còn mong ngài không để ở trong lòng. Phu Khải Hà rút một cái thẻ phòng ra từ trong túi áo, đi thôi, đến khách sạn bên cạnh rồi nói tiếp. Kiều Thu Mộng nhìn thấy cái thẻ phòng này thì sắc mặt không khỏi thay đổi, trầm giọng nói Vu Tổng đây là có ý gì? Có ý gì? Cô nói muốn tôi cho cô cơ hội giải quyết chuyện này, hiện tại tôi đây đang cho cô cơ hội đấy thôi. Vu Khải Hà cười lạnh. Đi với tôi tới khách sạn kế bên đi, hầu hạ tôi cho tốt, khiến tôi thoải mái thì tôi sẽ cho cô cơ hội bình đẳng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nếu không tập đoàn Kiều thì các người cứ chờ bị ép phá sản đi thôi. Ừm, miệng nhỏ của cô khá đẹp đấy, tôi thích, lát nữa nhớ rõ phải dùng nó hầu hạ tôi cho tốt vào. Mặt nhỏ của Kiều Thu Mộng trắng bệch, run giọng nói, Phu Tổng, này, cái này không thích hợp lắm, tôi là người đã kết hôn rồi. Phu Khải Hà nói tôi lại càng thích phụ nữ đã kết hôn đó, làm việc tốt còn hiểu chuyện. Hơn nữa còn có thể đội nón xanh cho chồng cô, ngẫm lại thấy thật thoải mái biết bao. Kiều Thu Mộng sợ tới mức lắc đầu liên tục Phu Tổng, chuyện khác có thể từ từ thương lượng, nhưng chuyện này không thể. Phu Khải Hà buông tay, nói đây là không muốn nói chuyện tiếp sao? Cô không muốn có cơ hội đàm phán bình đẳng, cơ hội giải thích với tôi sao? Kiều Thu Mộng nghĩ tới hôm qua bác Kiều Quốc Đống và em họ Kiều Thanh Vũ hùng hổ dọa người, không khỏi ấm ức cúi thấp đầu, tôi tất nhiên là muốn, nhưng điều kiện của anh làm khó người khác quá rồi. Làm khó người khác? Tôi nguyện ý cho cô cơ hội là để mắt tới cô không nhanh chóng tự động cởi hết đồ trên người mình xuống mà còn muốn nói điều kiện với tôi. Phu Khải Hà nâng cằm Kiều Thu Mộng lên cười nhạo. Ngón tay hắn vừa mới động tới cằm nhọn tinh xảo của Kiều Thu Mộng, còn chưa kịp hưởng thụ xúc cảm tinh tế kia đã bị Kiều Thu Mộng vô ý thức vung tay tát một cái lên mặt. Bốp! Sau khi đánh xong cái bạt tai này, Kiều Thu Mộng ngây ngẩn cả người, Phu Khải Hà cũng sửng sốt theo. Phu Khải Hà vuốt gò má nóng rát của mình, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ dữ tợn, giơ tay hung hăng tát lại. Con đàn bà thối, rượu mời không thích uống lại muốn uống rượu phạt. Kiều Thu Mộng bị cái bạt tai này của Phu Khải Hà đánh ngã nằm vật xuống đất, đầu váng mắt hoa, bên tai kêu lên ong ong. Kiều Thu Mộng bị cái bạt tai này của Phu Khải Hà đánh đến mức hồn bay phách lạc, nước mắt rơi lộc bộc xuống đất. Phu Khải Hà duỗi tay bắt được bả vai cô ta. Kéo từ trên mặt đất dậu rồi đi về hướng khách sạn, cười lạnh, hôm nay cô nhất định phải hầu hạ tôi cho tốt, đây là cơ hội tôi cho cô không được từ chối. Tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt anh, Kiều Thu Mộng hoảng sợ nói. Hử, bắt tôi, ai dám bắt tôi,
Vu Khải Hà nhếch mép. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện, bắt lấy bàn tay to đang nắm bả vai Kiều Thu Mộng, xoay chân một cái đá hắn ta bay thẳng ra ngoài. Thân thể của Vu Khải Hà bay lên, văng ra xa 2 mét, tiếp đó phịch một tiếng quỳ xuống đất rồi trượt ra xa. Cơm ngon trước mặt không muốn ăn, cứ một hai lại thích ăn cơm tù là sao? Người dùng một chân đá bay Vu Khải Hà, không ai khác ngoài Tề Đẳng Nhàn. Hắn đút tay vào trong túi, vẫn duy trì tư thế đá ra, khinh thường hỏi người đang chật vật nằm dưới đất. Vu Khải Hà bị một cú đá này của Tề Đẳng Nhàn khiến ruột gan như đứt từng khúc, quỳ trên mặt đất run rẩy liên tục, tê miệng phun ra không biết bao nhiêu dịch dạ dày và nước chua. Mẹ kiếp, cái gì thế? Đó không phải là Vu tổng của Thương hội Hắc Long sao, vậy mà bị người ta đá bay. Là tôi xuất hiện ảo giác sao? Từ trước tới nay vẫn luôn là Vu tổng hắn đi thu thập người khác, vậy mà hôm nay lại bị người ta đánh. Tên nhóc này chết chắc rồi, vậy mà dám đá Vu tổng, Bồ Tát Giá Lâm cũng không cứu nổi hắn. Kiều Thu Mộng được Tề Đẳng Nhàn duỗi tay nâng dậy, vết sưng đỏ trên mặt cô ta khiến biểu cảm của Tề Đẳng Nhàn trở nên âm trầm. Dù cho Kiều Thu Mộng châm chọc mỉa mai, không thèm cho hắn nửa cái liếc mắt nhưng hắn cũng chưa từng nói hay có bất kỳ oán hận gì. Chính mình cũng chưa từng nói lời ác độc với cô ta, vậy mà Vu Khải Hà dám ngang nhiên đánh thẳng vào khuôn mặt ấy. Mày, mày chết chắc rồi, lại dám đánh tao trước cửa Thương hội Hắc Long. Kể cả lúc này Thiên Vương lão tử có tới đi nữa cũng không cứu nổi mày. Vu Khải Hà thở hồng hộc nói, ruột đau quặn thắt lại. Sắc mặt Kiều Thu Mộng hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nói với Tề Đẳng Nhàn anh chạy mau đi, lập tức chạy nhanh lên, xa bao nhiêu thì xa. Đây không phải chỗ để anh chơi đùa đâu, anh thật sự gây họa lớn rồi. Tề Đẳng Nhàn lại không để bụng mấy, người thật sự gây ra họa lớn giờ vẫn còn đang ở trong nhà tù U Đô kìa, việc nhỏ như vậy tính là họa gì. Tên nhãi này là ai vậy, dám đánh nhân viên quản lý của Thương hội Hắc Long ở ngay trước cửa lớn. Không muốn sống nữa sao? Thương hội Hắc Long do một tay Triệu Hắc Long tiên sinh sáng lập nên, vị hội trưởng Triệu này người cũng như tên tay thật sự rất bẩn đó. Sự việc lớn như này nếu tên nhãi kia còn không mau chạy thì đợi lát nữa chỉ sợ sẽ bị chém thành trăm mảnh a. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Kiều Thu Mộng vẫn có thể dục Tề Đẳng Nhàn mau chạy. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi ấm áp vài phần. Tuy rằng Kiều Thu Mộng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt nhưng tới thời khắc mấu chốt như vậy lại vẫn suy nghĩ vì hắn. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng hy vọng đây không phải là do chính mình tự mình đa tình mà nghĩ ra. Trong một tiệm cà phê ở bên đường đối diện, Lý Vân Uyển đeo kính râm đang bưng ly cà phê trị giá 300 tệ yên lặng dõi theo câu chuyện. Vào lúc Tề Đẳng Nhàn dùng một chân đá bay cái tên Vu Khải Hà kia đi, cô ta không nhịn được bưng ly cà phê, uống một ngụm lớn để đè nỗi khiếp sợ trong nội tâm mình xuống. Cô ta nói không sai, mày gây ra họa lớn rồi. Vu Khải Hà cười dữ tợn đứng dậy lấy di động của mình ra. Không bằng mày nói tao nghe thử họa này lớn như thế nào. Một màn này khiến ly cà phê trong tay Lý Vân Uyển suýt chút nữa rơi xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.